ông mà nói sơ mi đây lấy gì chị bán ở xung quanh có gì rồi biết đâu biết bán cái gì. Vô được không mấy chị? Gửi qua Zalo đấy chị ơi. Rồi được chưa? Ổn chưa? Hôm nay vì là dạo này hot quá nên em cố gắng lên sớm 15 phút thôi. Được không mấy chị? Em lên sớm 15 phút nha. Bởi vì riêng hàng hôm nay với dạo này mấy chị biết rồi, hàng hóa càng hiếm thì em Thảo nhập hàng. Cái hàng của Thảo nó càng trở nên là tuyệt vời hơn ha. Lúc trước thì nó không có hiếm thì nói chung nhiều sự lựa chọn cho mấy chị. Còn giờ là em sau khi một vòng mình xem hàng này kia kia nọ thì em thấy hàng của mình nó tuyệt vời quá. Em cảm thấy có động lực để lên hàng luôn á. Rồi nhưng bây giờ sẽ cố gắng lên sớm để bán tặng mấy chị một số sản phẩm lẻ trước nha. Để một tí mấy chị chụp không được, cứ lên đông mà chụp không được. Bởi vì dạo gần đây á, thì sơ mi mấy chị cũng biết tình hình sơ mi ăn đông nó về. Mà sơ mi ăn đông thì nó gọi là quá tuyệt vời rồi đúng không? Rồi em like mấy chị cũng không kịp mua nữa. Nên em sẽ cố gắng kéo dài thời gian like. Bây giờ là do sức khỏe em cũng không được ổn lắm nên cũng không like lâu luôn được luôn. Nên là chúng ta sẽ cố gắng được tới đâu hay tới đó ha. Rồi bây giờ như thế này, đầm Thảo mặt không phải là đầm bầu. Đầm Thảo mặt là đầm mấy chị báo bị lỗi. Em nhận về và em lấy em mặc. Rồi em có cái lô hàng này nhưng mà em chưa vội bán à. Buổi tối thì em Thảo không có người mẫu đúng không, nhưng mà em Thảo sẽ cho mấy chị biết là không có người mẫu mà đem cái đầm về phải đẹp hơn người mẫu mặc mới được. Em không cần đăng hình luôn nha, em lấy uy tín của em để bán sản phẩm này. Thật sự luôn, người mẫu thì đương nhiên Thảo rất là cần người mẫu mặc. Người mẫu mặc để mấy chị canh cơm. Nhưng em để cho mấy chị thất vọng khi nhìn hàng. Nhưng đem về nhà mấy chị mới vỡ mộng ra. Đúng không? Rồi, một sản phẩm đầu tiên này có quyền cây luôn. Nhưng em sẽ bán đầu tiên cho một người may mắn nhất với giá 99.000 cái đầm này. Chị đó có xe livestream và nhận hàng về. Nếu cảm thấy không đúng lời em nói, em cho hoàng về và em chịu luôn phí ship. Em có 10 cái lận nhưng mà không, em bán đầu tiên cho mày. Không kịp thiệt hả? Rồi ok, tại em đi ngang em thấy em chịu không nổi, em định mai lên nhưng mà em Thảo chịu không nổi thì thôi rồi. Em lên cái này đầu tiên cho chị nào may mắn nhất, chị nào eo tới dưới 82. Có nghĩa là em đảm bảo với mấy chị thiệt sự một câu luôn, 60-62kg đổ về vẫn mặc vừa, 48kg vẫn mặc vừa, do có độ co giãn của hàng, phía sau có dây kéo. Rồi ok, em chúc mừng chị Liên Lê có xe livestream em có để. Mọi người đầu tiên nha, quyền cây đằng kia kìa, nhưng không, em cứ để đấy nha. Bây giờ em không kêu mấy chị chia sẻ, nhưng nếu không có lượt chia sẻ, em Thảo sẽ không có để. Được cho mấy chị, thành 99 hả? Rồi không, hôm nay là toàn là VIP thôi mấy chị ơi. Thêm một cái nữa, đầm Quảng Châu ha mấy chị ha. Bây giờ là không có hàng đâu. Rồi, 55kg đổ về. Em tặng một chị có xe livestream cho em Thảo. Vậy đi cho công bằng mấy chị. Giờ khỏi ép ai xe livestream đúng không? Mình có xe thì mình được mua hàng tiết kiệm vài chục ngàn một cái. Em bán cho mấy chị đầm này với giá 39.000 cho chị nào xe livestream. Em phát hiện có xe, em có dục hàng và có đọc tên. Em lên 15 phút sớm để làm vậy thôi đó mấy chị à. Để em tặng quà thôi á. Rồi, bán cái 39.000. Cái tiếp nguyên một set đồ ạ. Set này là bao nhiêu mấy chị ơi? Set này là bao nhiêu ạ? Trời ơi, mấy chị mua 150 không? Nè, cho coi cái quần để tin ạ. Đầm 39 heo sumo có xe livestream có để nè. Rồi, tiếp tục ạ. Cái set này bao nhiêu tiền ạ? 55-57kg đổ về. Em bán cho mấy chị 69.000 khi có xe livestream. À, cái gì? À, đầm đẹp cho người mẫu không à hả? Mẫu hậu mà vừa 62kg mà còn không vừa nữa. Giờ nhiêu mới vừa. Rồi, set 69.000. Hôm nay em Thảo bị mệt nên là nói có tí là phải ngưng lại để thở.
Rồi bộ 69 Văn Nguyễn Thị có xe livestream, em Thảo có để hàng. Đó, như vậy là công bằng, mỗi người một lượt xe. Giờ không cần xe nhiều, mỗi người một lượt cũng được nữa. Được chưa? Nhận ra chưa ạ? À? Hiếm chưa? Không có để bán đúng không? Giờ bán cho mấy chị 69 ngàn. Chính xác không? Không có hàng để bán, 60-62kg đổ về. Giờ bán 69 ngàn. Comment giùm em lên 69 ngàn. Có biểu tượng xe livestream, có để. Rồi lên 69 ngàn. Tiếp tục. Chỉ cần xe cho em một lần nhóm, một lần trang cá nhân. Hôm nay em không cần mấy chị xe nhiều. Hôm nay rất cần rất ít lượt xe thôi ha. Bởi vì hôm nay em muốn ưu ái cho các chị nào là khách ruột của em Thảo mua được những sản phẩm trên cả tuyệt vời. Áo bao em Thảo bán 120 cũng không ai mua được, đúng không? Quỳnh Tú Lan chưa xe livestream. Len len, mã là len. Chính xác 120 chưa? 60-62kg đổ về, hàng 120. Áo bao 69 ngàn. Ngày có xe livestream, Mi Hà chưa xe livestream. Xe dùm em ở chế độ công khai, đừng xe ở chế độ chỉ mình tôi mấy chị ơi. Xe là chia sẻ, đúng rồi chị Tý. Trời ơi chị Tý hôm nay có đầm nhiều lắm. Len là cho mụ văn lý già. Chị Tý, gọi lấy cái kệ đó à, lấy cái đầm tao mới vừa dục bán 99 ngàn đó. Đưa cho nguyên cái cây đó cho chị Tý lựa mấy cái. Chục cái về cho ba mặt. Chục cái về cho ba mặt. Trời ơi trời. Rồi beo cho chị Ngân Bình. Là phanh cứng là được ưu ái rồi, khỏi nói. Phanh cứng là ưu ái rồi. Ron 2 lớp à, 60kg đổ về, 49 ngàn cho tài khoản xe livestream. Mỹ Thâm Phức luôn nha. Đã nói rồi nhưng bây giờ nó báo với Thảo còn 150 chai nữa. Mà từ bữa giờ không cho nhập cảng, em cũng không biết làm sao để lấy cho mấy chị hết trơn. Mấy em nó bị đơ càng rồi. Ron 49 em không được đọc tên mấy chị nữa rồi. Rồi mấy em bị đơ rồi, có ai coi được không? À DT bán 59. Ron 49 là Vân hả? Nguyễn Thị làm hộp mà, trời ơi, cho Vân Nguyễn Thị mấy em nó bị thôi kệ đi, bán cho chị Tý tranh thủ lấy cái này nha chị Tý, phải mua được cái này nha. Rồi áo DT 59 nè, cho tài khoản xe livestream, mấy em bị đơ rồi em không đọc được comment của mấy chị. Quan 49 cho chị nào vậy? Hả? Quan Nguyễn Thị hả? Mấy em không đọc được mấy chị ơi. Tiếp tục ạ. Beo 49 cho tài khoản có xe livestream. 55-57kg đổ về, beo 49. Em không đọc được comment, hồi từ sáng tới giờ em khổ lắm luôn. Em không coi được cái livestream của mình. Em không biết là ai mua cái gì, em không biết ai nói chuyện gì. Chả biết cái gì hết luôn á, khổ quá mà. Rồi, lên một cái đầm phía sau hở nha mấy chị. Tặng cho mấy chị, để đây tí tặng. Để em tí cho. Ôi, không, tài khoản nào có xe livestream em Thảo có để. Tài khoản nào không xem Thảo không để. Được chưa? Hôm nay là công bằng, hôm nay là em bán tặng là nhiều, em có bán buôn chi đâu. Đúng không? Châu Kim cho xe livestream. Châu Kim không có xe livestream bỏ qua. Rồi, một cái đầm. Coi giãn nha, đầm ton. Tặng mấy chị 19 ngàn. DT 59 cho Nguyễn Hiền. Rồi, 19 ngàn cho tài khoản. Cứ có xe livestream và có đơn hàng tiết kiệm được mấy chục ngàn mà lo gì. Đúng không? Rồi, một cái áo hàng. Hàng gì? Hàng cao cấp đúng không mấy chị ơi? À, rất là nhiều người con được Thảo biết. Nhưng mà bây giờ sao em còn có không được nữa sao? Bèo 60 cho Nguyễn Hương. Áo trắng hàng bơm tặng 59 ngàn cho tài khoản xe livestream. Kế tiếp. Kế tiếp à. Sọc đen 49 ngàn, 62kg đổ về cho tài khoản xe livestream. Đầm 19 cho Phạm Nguyên. Đây, riêng bộ đồ đỡ đôi lên được 300 không? Tôi cái đầm màu đen coi chị Tý. Chị Tý gì lấy mấy, có lấy không? Để tranh thủ lấy đi, để Tý coi không được cái gì Tý. Áo trắng 59 heo sumo. Bộ đồ 57kg đổ về. Pyjama tặng 55 ngàn cho tài khoản có xe livestream. View nó tụt thì phải chịu thôi mấy chị ơi, chứ giờ sao mạng yếu lắm. Đọc đen 49 cho Ngọc Hà. 60kg đổ về. Áo trắng 59 ngàn cho tài khoản xe livestream. Đây, lấy len nữa ạ. Vì là hàng bơm em cứ bán đùa thôi. Bộ 55 cho Nguyễn Huyền. 62kg đổ về. Len cao cấp Montagi 62kg đổ về. Len đen 59 ngàn cho tài khoản xe livestream. Rồi đưa cái đầm đen cho chị Tý hốt cái coi. Chị Tý phải lấy được nha, không thôi uổng nha. Khẳng định với mấy chị, một thương hiệu đó nha.
Áo trắng 59 cho Nguyễn Thảo. 60 đổ về, cái này gì tí mặc vừa nè. Con chắc chắn là vừa luôn chứ không thể không vừa được. Không thể không vừa được ai dưới 60kg. Bởi vì độ co giãn của nó không đẹp, không lấy tiền, không rẻ cũng không bán. Rẻ phải đẹp phải chất. 125.000 có 102. Len 55 cho Doraemon. Trời ơi về cầm rồi. Được bao nhiêu cái đầm than nữa đây. Trời em không đọc được comment, tức quá. Em biết like nó cũng không đông người xem, nhưng phải có xe live stream nha. Đầm, mấy cái đầm này là có xe live stream, ưu ái bán có xe live stream thôi. Chị nào mua về thì phải cảm ơn em, Tiến đã đẹp rồi. Nè đầm cho chị Tí để riêng nè. Bả comment sai thôi kệ bà. Rồi đưa màu cam với màu cam luôn. Đưa hết màu luôn. Rồi đầm cho Doraemon nè. Dầu gọi bữa em nhận tạm thôi. Không, chị Phạm Linh chưa xe live stream. Đầm cho chị Tí, trời má ơi view nó tụt cái thương không. Biết mấy chị muốn mua nhưng mà view cứ tụt vậy đúng không? Không sao, Tí mua đủ màu nha. Ôi nhìn thấy gì chưa mấy chị ạ? À? Kính ngồi dây kéo nói chung là giải khỏi bàn. Đầm đen chị gái Bùi chưa xe live stream. Không, hôm nay em chỉ bán cho tài khoản xe live stream. Hôm nay em bán tặng nhiều lắm. Rồi chị Tâm Phan này em ok. Cam được nhiêu? Trời được con thằng vậy luôn á hả? Rồi cam được 3 thằng hả? Hết rồi. Rồi ơi cam 125 liền giùm em. Tí lấy nguyên bộ đi Tí. Nguyên đóng của nó luôn. Nha hàng hiếm lắm không có đâu. Đầm đen thảo hết rồi. Đó, đầm đen còn cái nè cho ai nè. Rồi Hằng Nguyễn lấy đầm đen đúng không? Mạng yếu lắm. Mạng yếu lắm nên em lên hàng này luôn. Kệ nó. Càng yếu em càng cho lên hàng này mới sắp. May mạnh em sợ lên không nổi luôn á mấy chị. Nha, tính hộp liền giùm em. Comment giùm em đỏ 125. Ngay giá hết hồn luôn mấy chị. Nổi mấy chị nhìn cái phần ở dưới không là hết tiền rồi đó. Chứ đừng nói là nhìn phần ở trên. Và một cái màu bò 125. Để xíu đi em thấy. Em thấy lượt view nó giảm rồi. Nhưng mà kệ nó, từ từ nó mới lên. Từ từ nó mới lên ha. Nghe số ký báo giùm em Thảo cho kỹ chị ơi. Rồi bò đỏ 125 cho dầu vỏ. Đỏ cho chị dầu vỏ nè. Rồi còn một cái bò với cam. Em thấy mạng yếu mà em còn cho lên hàng là mấy chị biết rồi đó. Rồi tặng tiếp quà nhá. Đầm đẹp lắm, đẹp khủng khiếp luôn. Áo đen tặng mấy chị 35.000. 55, 57, 60kg mặc cũng vừa. Chắc nắp nha. Đen đen 35.000. Đầm đen hết rồi mấy chị ơi. Hết đầm đen rồi. Cam và đầm bò. Hết đầm đỏ luôn rồi. Em đọc comment không được, em khổ lắm luôn á mấy chị à. 53, 55kg đổ về. Rồi xong chưa? Rồi bộ đồ tặng 59.000 cho tài khoản xe live stream. Bữa nay mạng nó yếu mà, cứ ngồi bình tĩnh đi. Còn cam và đầm bò 125 thêm mấy chị ơi. Còn cam mấy bò à, khổ. Rồi áo 120 giờ bán nhiêu? 59.000 áo cam 62-63kg đổ về. Và ở view có 120 người. Khổ ghê luôn á. Ơi. Bộ 59 cho Nguyễn Huyền. Bộ 59 cho chị Nguyễn Huyền nè. Sao mà đơn hàng để cho trục chặt mà trong khi khách quen ruột lỡ có sai tiền thì cứ nhận về có gì đâu mà nó không sai là không nói rồi. Thì ví dụ như sai thì nhận về à, em ơi nó sai như vậy đó em giải quyết bình thường hồi xưa giờ chị quen em bao nhiêu rồi giờ nỡ lòng nào từ chối nhận đơn hàng thảo buồn thiệt có chứ không phải giỡn đâu. 55kg đổ về, bộ này tặng mấy chị 59.000. Áo cam 59 cho Kiều Trang. Rồi bộ 59.000. Rồi lên hai cái beo ha mấy chị. Giận ghê á, nãy trước khi live stream nghe chuyện của chị xong em cũng thấy buồn. Đáng lẽ chị phải là người sai cũng nhận, đúng cũng nhận. Nhận về thấy ờ sai điểm này đúng điểm kia. Còn thương Thảo nhiều hơn ấy chứ, đúng không? Rồi 60kg đổ về, siêu phẩm. Bán 69.000. Bán vậy cho giật mình. Làm vậy hỏi sao Thảo không buồn. Siêu phẩm 69.000. Rồi kế tiếp. Nữa nè. Ui trời ơi, hồi trưa ai giành không được đâu. Rồi 60kg đổ về. Áo trắng 69.000. Mua hàng comment đúng mã. Nghe Thảo giới thiệu kỹ rồi comment mấy chị ơi. Lên cho Kim Yến đúng không? Trúc Thanh đúng không? Rồi kế tiếp à. Cái này là trắng 69.000 rồi phải không? Rồi bây giờ là trắng. Cam cho chị Thanh Thúy nè. Rồi cam chị Thanh Thúy nè. Rồi xong chưa? Đã nói hết đầm đỏ mấy chị comment đầm đỏ hoài vậy mấy chị. Siêu phẩm cho Kim Miến nè.
Rồi, nhìn thấy gì chưa ạ? PP nha. Đầm bò 125 cho đẩy 60 farm. 60kg đổ về, trắng 69.000. Rồi, được chưa? Mạng yếu máy em không đọc được bình luận, tắt luôn máy luôn. Rồi, 60kg đổ về, PP mềm nha mấy chị nha. Xanh 69.000. Văn Lý lấy mấy cái này về mặt đi. Mặt như không mặt, đảm bảo luôn, mặt như không mặt. Hôm nay em cố tình lên sớm nên mấy chị hiểu rồi đó nha. Tại vì em đứng lên không được thôi, chứ mấy sản phẩm này em phải muốn thét lên cơ. Trắng cho heo sumo nè. Rồi còn một cái tím nữa mấy chị. Mấy chị thấy em đọc comment khổ không? Siêu phẩm nữa, 70.000, 60kg đổ về. BT này là BT 99 nha mấy chị nha. Phối túi thiệt luôn á. Rồi siêu phẩm. Tiếp hai cái áo khách nam. Coi là cái gì cái đã. Xong chưa? Siêu phẩm xong chính hả? Siêu phẩm chính là cái nào nhờ? 70 chứ, siêu phẩm 70 chứ. Rồi còn một cái tím nữa, 60kg đổ về, 70 chị Lan Bùi nè. 70 chị Lan Bùi, xong chưa? Đó mấy chị thấy em nhìn comment cực không? Em phải nhìn máy trực tiếp, máy con này nó đơ rồi. Máy nó coi được không vậy? Sao cái máy nó coi không? Còn tôi không có cái máy nào để coi hết trơn. Ôi giời ơi, nó mấy chị thấy không? Không có cái con nào mà coi được, không có điện thoại nào mà xem được hết nữa nè. À, Nguyễn Trang hả? Ờ, quá trời. Mình đọc không kỹ, bớt buồn. Trời ơi, có gì đâu. Nhà Thảo chỉ gọi không đúng giờ thôi, gọi giờ không làm việc thôi. Chứ lần nào Thảo cũng nghe máy mà. Em mà mở cuộc gọi nhỡ ra đầy là em chửi tụi nó liền. Phát Nam. Ủa Phát Nam em đọc giá nhiều, em chả đọc giá đâu đúng không? 65kg đổ về, tặng mấy chị giá 92.000. Phát Nam 92.000. Kế tiếp 60-62kg đổ về, tặng 89.000. Phát giờ đem tặng thôi, lẻ hết trơn rồi, không tặng không được. Để kiếm gì tặng tiếp, đưa đồ bay cái đầu bộ đó coi. Trời ơi. Giang Lý già ơi, chụp nhanh. Lô vải khủng nè, lô vải khủng chưa bán được 50 cái nữa, 200 cái chưa bán được 50 cái, lẻ quá mà. Rồi chị Ken Ken Phát Nam 92.000. 60kg đổ về, đen 69.000. Đen 69.000. Rồi lên bộ đồ tặng cho khí thế chứ đã hỉ. Lên bộ đồ tạo tơ tầm để tặng cho khí thế ha. Cho nó có phong trào. 53kg đổ về, đồ bộ tơ tầm đỏ, sát nắp. Giờ tặng nhiêu để cho khí thế mấy chị? Giờ tặng nhiêu? 41.000. Rồi comment giùm em mã bộ 41.000. Trời ơi bấm thả like, thả tim, thả gì đi mấy chị. Cái không khí nó chưa bao giờ buồn như thế này. Em chỉ chốt cho tài khoản nào có lượt share live stream thôi nha. Hôm nay em Thảo rất là mệt, không giới thiệu được nhiều, không nói được nhiều. Rồi xong chưa? Phát 89 cho chị Trúc Hà. Bộ chị Tâm Phan, bộ chị Kiều Trang, bộ chị Ngọc Hà, em Thảo hết bộ. Rồi kế tiếp à. Rồi xong chưa? Xong chưa, hết à? 54kg. Rồi, comment giùm em bộ 42.000. Rồi đó, đồ trăm mấy giờ đem ra bán vậy đó. Rồi, bộ 42.000, đọc tên giùm em. Ôi, rồi bộ này cam 42. Nè, bộ 41, bộ 41 còn bộ này, nhận một người giùm với. Đọc tên luôn. Rồi, comment liền giùm em Thảo nè. Bộ 41 là chị Phạm Nguyên. Rồi bộ 42 là cho chị Liên Lê. 42 là Trần Diệu Anh. Rồi Trần Diệu Anh, Liên Lê có đó. Rồi chị Tâm Phan nè. Rồi bộ 42 chị Thùy Thư Dương Thái nè. 42 chị Kiều Trang nè. Bùi Ngọc Thơ chưa xe live stream. Chị Tho Trần có xe live stream. Bộ 42 hết rồi. Comment giùm em bộ cam 42 nha. Cũng giống vậy. Em mệt lắm mấy chị, em nói không nổi. Rồi bộ cam 42, rồi bộ 42 nhận thêm cho một chị luôn. Bộ 42 cho Ken Ken. Rồi cái này là cam 42. Rồi xong chưa, bộ này là bộ gì đây? Xong phân theo mã giùm với. Rồi qua bộ này là quần lỡ chính tắc à. Bộ này là quần lỡ chính tắc, 52-53kg đổ về. Giờ em Thảo bắt đầu đọc mã nha. Quần lỡ à, 43. Rồi, comment giùm em phía sau lưng thun, phía trước là bài bản nha, 43. Bộ cam 42 cho Phương Trung. Ôi, mệt quá mấy chị ơi, thiệt luôn á. Sao á. Làm sao. Rồi, đưa hết đây. Bộ cam là Phương Trung rồi gì. Rồi, xong chưa?
Mệt ghê, giờ làm sao khóa cái tài khoản này lại đây. Rồi, giờ cứ chụp hình gửi qua như thế này nó cứ kêu hoài luôn á. Rồi, bộ 43 chị Ngọc Hà. Rồi, bộ 43 chị Kiều Trang. Rồi, bộ 43 là bộ lẫn nho, chị Phạm Nguyên. Rồi, đen 43 luôn đi ha. Lỡ chị Vi Yến Vi Lê. Rồi, xong chưa? Bộ đen, để em coi bộ đen là bộ chi. Lỡ luôn. Đen 42.000 luôn, ghi chữ đen 42 cho em Thảo luôn nha. Em ráng xả được nhiêu em xả. Rồi nó. Lỡ thì em nghĩ bắt thử nó khổ. Lỡ cho chị Phạm Mỹ Trang. Rồi. Lỡ bộ 43 chị Tho Trần. Ok. Rồi bây giờ là đen. Đen 43 luôn phải không? Rồi đen 43. Thiệt chứ không lẽ giờ tôi chữ vô cục. Giờ chữ không được nữa nè, nó không tắt được. Rồi được hai bộ này, bộ cam. Đen cho chị Nguyễn Phương Thảo. Chị Diễm Thúy chưa xe livestream. Hôm nay em không có kêu gọi xe mà phải có xe mới để. Bộ 43 chị Liên Trần. Bộ 43 chị Vi Yến Vi Lê. Rồi còn bộ 43 nữa. Còn một bộ 43 nữa. Máy nó yếu lắm. Bộ cam 43 được hai bộ ạ. Em lấy tơ tằm ra em bán đó mấy chị, ghê không? Bữa nay nhiều đồ hot luôn mà phải lấy tơ tằm bán. Rồi cam 43 được hai bộ cam 43. Một bộ riêu, một bộ nâu, một bộ xanh 43. Tài khoản chị Trần Nhờ chưa xe, chị Ý Như Lê chưa xe ạ. Rồi hỏi đơn hàng gọi hotline giùm chị ơi. Em đang bán hàng em không trả lời đơn hàng được ạ. Nguyễn Huyền này là sĩ hay lẻ vậy? Nguyễn Huyền á. Mua lẻ. Rồi mua lẻ hai bộ cam 43. Ok. Rồi. Cảm ơn. 43 cho Ngọc Hà. Rồi hết cam rồi. Bây giờ là em còn xanh 43, rêu 43, nu 43 và đỏ 43. Rồi 43 màu đen cho Sơn Minh. Rồi cho Sơn Minh, bộ cam em thảo hết trơn. Trời ơi trời. Chị thấy cái này em nói chuyện không được không? Em nói xíu này luôn. Mệt quá. Không biết sao mà mệt dữ vậy không biết nữa. Rồi lên mấy bộ này bán hết cho mấy chị luôn. Cam hết trơn rồi. Em chỉ chốt, má ơn hồi thiệt chứ tức. Rêu cho chị Thanh Thanh nè. Nè giò nè. Làm sao mà tắt được âm thanh đây vậy? Rồi rêu chai đây. Rêu đập rêu. Rêu cho Thanh Thanh. Rồi còn bộ xanh với bộ đỏ. Xanh 43 cho Nguyễn Phương Thảo. Rồi xanh cho Nguyễn Phương Thảo. Còn hai bộ đỏ. Bộ đỏ 43 cho anh Hào Trần. Rồi còn bộ nu. Bộ đỏ cho anh Hào Trần. Rồi còn bộ nu. Nu 43. Nu với đỏ đây, chị ơi. Nguyễn Thanh Diệu cảm ơn số điện thoại chị ơi. Không có số điện thoại cứ bỏ qua hết đi. Rồi nu với 43, đỏ 43 hai bộ cho Mai Lê. Mai Lê rồi hết 43. Lên bộ đỏ, lên bộ đỏ, lên bộ đỏ. Rồi xong chưa? 52kg đổ về. Bộ đỏ 41.000. Bộ 41.000 hoặc là đỏ 41.000. Đó. Giờ em đem ra em thanh lý hết mấy cái hàng này luôn. Trời ơi, áo khoác. Hồi sớm giờ ai cũng ông ơi, áo khoác đẹp quá, em ơi áo khoác đẹp quá. Chứ giờ em thua rồi mấy chị ơi. Rồi lên hàng. Lên hàng giùm với. Rồi xong chưa? Nè em ơi, mỗi lần em đi qua đây em sẽ xách theo một thứ gì đó để tặng mấy chị. Đỡ cho chị Nguyễn Châu. Rồi đỡ chị Kim Lê, chị Phạm Nguyên, chị Ngọc Liên Trần. 41 thôi mấy mẹ. Chị Duyên Mỹ Duyên Giáng nè. Bộ 41 là hết rồi. Tới Mỹ Duyên Giáng là hết rồi. Rồi xong chưa? Size của nó là size gì? Để em đọc cái, em nghi là size ML. Úi dồi ôi, size 2X. Trời ơi, hàng chi. Size 2X là quần nam nhà Thảo hồi xưa giờ không bán đồ nam đúng không? Mà mỗi lần bán là cả một cái kỷ luật à. Rồi size 2X tặng mấy chị 9K một cái. Em tặng mỗi người một cái cho vui. Comment giùm em xịp 9.000. 22.000 em bán mấy chị 9.000. Cho tài khoản Stellite Dream. Không có xe Thảo không chốt. Rồi cái này em lên size to nha. Cái này em lên size to nha. Lên size to nha. Rồi xong tiếp tục ạ. Rồi hôm nay mạng đúng rồi. Hôm nay mạng cực kỳ yếu chứ không phải là yếu. Trời ơi có mấy cái khăn choàng ấy mấy chị. Em còn thấy được mấy cái khăn choàng cả. Đưa mấy khăn choàng xuống đây. Để mấy chờ ấm cổ rồi đọc dùm em xịp 9.000 với. Xịp 9.000 nhận cho 10 chị ha. Xịp 9K em nhận cho 10 em.
Xin 9 ca cho Trần Tuyền. 1 người. 9 ca cho Loan Bùi. 2. 9 ca cho Nguyễn Huyền. 3. 9 ca cho Vân Nguyễn. 4. Thầy. Cho Kiều Trang. 5. Xin 9 ca cho Tâm Phan. 6. 9 ca cho Vân 7, Dương. 9 ca cho Trần 8, Vân Bình. 9 ca cho Trần Diệu Anh. 10. 9... Rồi người nữa là xong rồi đó, 10 đó. Cái này ai chắc cũng phải lấy cho thôi. Anh Hào Trần. 55, 56, 57 ký đổ về. Bộ này là size 1X. Giờ tặng nhiêu? Bộ 44.000. Tại lỗ tới bị thương hen. Rồi bộ 44.000. Như vậy cứ vô mà chiến thôi. Hồi sớm giờ em thiệt, mỗi lần em bán cái gì mà nó là một cái cơn bão á, giống như áo khoác á. Thiệt sự luôn, em gọi là một cơn bão ạ. Là cứ áo khoác đẹp quá em ơi, áo khoác mấy chị coi bình luận mấy chị cũng thấy. Chứ em chưa nói về về tin nhắn, em chưa nói về những cái cú Zalo đó mấy chị. Rồi, đọc tên nè, bộ 44 cho chị nào đọc 44 tên. 44 cho Liên Trần. Rồi, Liên Trần. 44 cho Kim Tuyền. Kim Tuyền. 44 cho Diễm Thúy. Diễm Thúy. 44 cho Ngô Ngọc Niềm. Ngô Ngọc Niềm. 44 cho Trần Vũ Ngân chị Bình. Trần Vũ Ngân Bình. Rồi, còn 3 bộ nữa, nhận 3 người. 44 cho Hằng Trần. Rồi, cho Hằng Trần. 44 cho Vi Khả Hân. Rồi, Vi Khả Hân. 44 cho Phước Di Lâm Thị. Đó, mấy chị thấy không? 60kg đổ về, em tặng 59.000 ạ. Rồi, bộ hồng 59.000. Mà hôm nay á, mạng yếu mấy chị, khổ lắm luôn á, em không biết lý do vì sao. Rồi bộ hồng 59.000. Bộ cam 59.000. Bộ đỏ 59.000. Bộ đen 59.000. Rồi, được hai thằng hai bộ đỏ. Đó, quất đi. Bộ 59.000 đầu tiên là của mụ Giang Lý Già. muốn tiếp tục cơn mưa áo khoác không? Ơi, cơn mưa áo khoác là khủng khiếp nha. Nhưng mà ơi nè, tặng mấy cái khăn cho chồng cổ mùa này nha mấy chị ha. Cảm ơn chị Phạm Mai. Bộ cam cho chị Ngọc Hà 59.000. Rồi, cam cho Ngọc Hà. Bộ đen cho chị Uyên Phương. Rồi, còn hai bộ đỏ nha. Hết rồi, còn hai bộ đỏ thôi. Bộ đỏ chị Trần Vũ Ngân Bình. Rồi, còn thằng đỏ nữa. Rồi, tặng mấy chị cái khăn tròn cổ coi. Như đây thôi phải không? Rồi em tặng cái nền màu xanh trước nha. Em tặng cái nền xanh, tặng mấy chị. Họ biết thấy thương không? Khăn gần ai nhận được rồi nhờ. Rồi ai nhận khăn choàng được rồi mấy chị. Giữ ấm trong cái mùa ý ứ này nha mấy chị ha. Rồi đỏ 59 cho Thúy Phạm Thủy. Ok, tiếp tục à. Tặng khăn ha, 59.000. Rồi lụm lẹ. Bơm này mấy chị có ship lại thấy bà thấy tổ không? Khổ lắm luôn á. Rồi comment giùm em cái này có mấy cái thôi. 2, 3, 4. Rồi cái này được 5 thằng. 5 thằng 59, khăn 59. Cứ xe live stream là mua được hàng tặng. Vậy thôi, thằng tròn mũi gian lấy già. Này là gì đây, thằng bơm à? Đâu bơm? Ủa hàng Quảng Châu mới về hả? Ủa có nhiêu đây vậy? Ủa đấy ở đâu ra vậy? Rồi xong chưa? Khăn tròn cho chị Su Su. Rồi ok Su Su. Tiếp theo giờ không có hàng mà bán đâu mấy chị. Trời ơi em may mắn em ôm em khôn đồ. Em không phải khôn mà tại cái tính em hay ôm hàng. Khăn nằm chỉ cho Phan Thị Huyền Trân. Rồi khăn cho má Huyền Trân. Nhìn nè, khăn cho chị Cẩm Tú Cầu nè. Rồi còn một thằng khăn nữa mấy chị à. 60kg đổ về. Đẳng cấp chưa? Xứng đáng một lượt xe và một lượt thích chưa? Muốn mua mà bác không cho phép hả? Hôm nay tạo lai chậm lắm. Chậm lắm, nhẹ nhàng lắm mấy chị. Em không có vô vập được như ngày trước nữa mấy chị ơi. Đẻ xong, hẹn mấy chị em đẻ xong đi rồi mấy chị chết với em nha. 60kg đổ về. Tặng 67.000. Căn 59 cho Đậu Xanh Phạm. Đấy, leo lên xanh 67.000. Ôi hời trời ơi. Đẹp chưa mấy chị. 53, 55kg đổ về. Bộ đen 49.000. Bộ đen 49.000. Rồi kế tiếp bộ xanh cũng một ít nữa này. Đó à, tặng sao bảy chị Phương Quỳnh của số điện thoại đúng không? Rồi lên cho Heo. Rồi lên cho chị Nguyễn Hảo. Rồi còn thằng lên nữa. Bộ xanh 55kg đổ về 49.000. Rồi hai bộ hồng. Hai bộ hồng 49.000. Thì mấy bộ này còn hàng không? Lên hết ở trong đó luôn đi. Đưa mấy 49 cho chị Hoàng Liên. Rồi, bộ hồng. Đen xanh 67 cho Phúc Phan. Về bộ hồng 49.000 được hai bộ hồng. Hồng 49.000. Xong, kế tiếp.
Trời má ơi, size 2 ớt. Đi chết đi. Size 2 ớt nè mấy bà già. Đó, hàng có nhiều, có 120 chứ mấy. 62, 63 kg đổ về. Comment giùm em bộ to 59.000. Coi không xanh được, có đá ra. Chị Hoàng Liên. Trời ơi, mạng nó yếu lắm. Không biết sao từ 22 hôm nay. Rồi, xong chưa? Rồi, comment giùm em Thảo bộ cam. Lên được siêu phẩm chưa mấy chị? Trời ơi, lên được siêu phẩm chưa? Rồi đem cái bộ đồ con ma đưa căng mặt cho mấy chị coi và chiêm ngưỡng nó. Bộ to 59 cho chị nào được 2 người nè. Rồi, to đỏ nè. 49 cho Hoàng Liên. Cũng size 2X luôn. 49 cho Ngọc Thiện. To đỏ nè mấy chị, xong rồi em lên áo khoác cho. Mấy chị mê quá rồi đúng không? Ngày mai một lô nữa về. Mà cái lô đó mấy chị biết không, bán xong áo khoác đợt này em không biết áo khoác đâu ra để bán cho mấy chị. Đa số hàng của em ngoài Khánh Giang ra là chơi với Quảng Châu mà ác nghiệp, Khánh Giang cũng nhập vải từ Quảng Châu về. Bây giờ vải đâu ra mà nhập mà mày. Đó, nghiệt không? Bộ to 59 cho Giang Lý, to 59 cho Trần Tuyền. Rồi đỏ 59 luôn, 62kg đổ về. Hồng 59 luôn, 62kg đổ về. Nè, từ từ cái này để câu view gì mà một bộ. Một bộ, mấy chị thấy hàng bơm không? Lên cái set Mother căng mặt. Không tin là set này là hàng ăn đông. 60kg đổ về, bao vừa gì tí lấy một set mà mặc nè. Lấy một set mà mặc gì tí, phía sau có lưng thun nên mấy chị khỏi cần lo mặc rộng mặc chật. Không có rộng chật gì hết được nha mấy chị nha. Không 49 không trong Nguyên Bảo. Không thể rộng chật ạ. 116.000 đi ạ. Bộ đỏ 59 cho Phương Huỳnh. Nè, nhỏ to gì mặc được hết, lưng thun. Hồi xưa giờ báo ký Thảo rất khó mà em đã báo ký như thế này rồi. Đây, mặc được hết. Trời mấy chị tin không ạ, nguyên set này 116. Vậy là cái áo không cho 70.000 là rẻ đi, đúng không? Cái áo không 60kg đổ về 70.000 là rẻ đúng không? À, vậy giờ em tính cái áo 70. Không lẽ bây giờ cái quần 40 hả? À, chị Xuân Nguyễn xem nè. Em không biết làm sao mà nó rẻ được vậy luôn á nha mấy chị, mà trong khi hàng ăn đông nữa. Rồi to Thảo hết 116.000 liền giùm em Thảo nhanh đi mấy chị. Em hồi tối hồi trưa này em không bán được cái set này thì em tức nghẹn ngào luôn á. Em mong là bán được set này mấy chị nhận về có nguyên cái mấy chị phối, ví dụ như quần phối nơi, áo phối nơi, để mình có nguyên cái mà nó rẻ rề, chia ra làm hai sản phẩm, mỗi sản phẩm có 50 mấy ngàn thôi đúng không, mà có một phối được một set đồ quá sang trọng như thế này. Rồi comment giùm em set ma được ăn mặc 116.000. 116.000 tài khoản nào? Telegram em có để vô chứ không Telegram em không để được nha mấy chị nha. Rồi hai cái đầm tặng mấy chị luôn, nhiêu giờ 60kg đổ về. Quỳnh Sang Lê chưa Telegram em chưa để hàng được hen. Rồi trời má ơi, giờ to mới nhảy lên đó hả? Không, Lê Rin nè, bộ nè. Chị Lê Rin chị mua về chị bán, em để tài khoản không xe live stream. Rồi chị Quỳnh Sang Lê chưa xe, em Thảo chưa để được. À cái đầm này không chừng em để mặt bầu rồi bắt đầu tới lúc đó nhảy dựng lên nha. Rồi 60kg đổ về. Bộ cho chị đậu xanh tạm nè. Rồi xét sọc bán cho mấy. Đầm sọc chứ. 85.000. Đầm sọc 85.000. Sọc đỏ 85.000. Chia sẻ chế độ công khai, đừng chia sẻ chế độ chỉ mình tôi à. Trời ơi. Rồi, Diễm Xưa chưa xe live stream chị. Đầm đỏ 85.000. Đó mấy cái bộ đó có nguyên cây không vậy? Rồi. Xong kế tiếp ạ. Hai đầm cho Trúc Thanh. Hai đầm cho Trúc Thanh, đầm vàng tặng cho mấy chị 70.000. Đầm 140 giờ tặng mấy chị 70k. Rồi cảm ơn giùm em đầm vàng 57kg đổ về. Hàng này là hàng thiết kế 70. Tiếp tục. Giờ áo phát có nên lên không mấy chị? Có nên lên áo phát không? Bộ hồng 60, 62kg nè. Thôi tính 60 thôi nha. Rồi bộ hồng 51.000. Bộ vàng 51.000. Bộ xanh 51.000. Bộ xanh đậm 51.000. Rồi bộ vàng 51.000. Đầm vàng 70 cho Tuyền Thanh. Em ơi, lấy hàng đổ vô đây đi, không có hàng rồi tao biết lấy cái gì tao bán. Trời ơi trời, ở đây trống để hàng mà. Hồng 51 là Giang Lý. Rồi hồng 51 rút ra.
Lúc ra để không biết mẫu nào xanh còn, mẫu nào Trần hết. Rồi xanh chị Nguyễn Huyền, màu kia là màu xanh đậm nha. Rồi tiếp theo, bộ rinh để tới từ từ, đừng có ai cũng la bộ rinh em mơ, bộ rinh em mơ luôn. 57kg đổ về, bộ xanh đen em thảo được 2 bộ. Em ơi không cần lụm rác, giờ chỉ cần bán hàng, rác tí lụm được. Bộ vàng 51 cho Ngọc Hà. Rồi, xanh đen. Xanh đậm 51 cho Fuji Lâm Thị. Rồi, vàng 51 cho Nguyễn Nguyệt. Xanh đen 49. Rồi, xanh đen 49. Rồi, xanh lạc 49. 55-57kg đổ về, xanh lạc 49. Rồi hết rồi đúng không? Còn hai bộ vàng của hai chị nào đọc tên luôn ý. Hết rồi, rồi. Rồi, xong chưa mấy chị? Rồi em lên sơ mi để em tí đánh nhau nữa nè. Tí lên sơ mi, cái ghế vẫn chưa tìm ra đủ ghế con à. Rồi xong chưa? Cái ghế chưa bán thì đưa đây để đọc với hồi dục nữa. Rồi, xong chưa? Xong chưa? Nhìn kỹ chưa? Xen kẽ cây sơ mi ăn đông để mấy chị thèm ha mấy chị ha. Rồi đọc tên dùm xanh đen với xanh đậm với. Xanh đen xanh đậm 49 á. Ông chưa, ông chưa, ông chưa. Xanh đen 49 cho chị Phước Phan. Rồi chị Phước Phan. Xanh đen 49 bộ, còn nghe không? Rồi, còn bộ nữa. Xanh đen 49 cho Bùi Ngọc Thơ. Rồi, còn cái xanh lạc. Xanh lợt, xanh lạc đó. Xanh lạc 49 cho Lê Linh. Rồi giờ sơ mi bán sao? Nó khủng như thế này rồi bán sao? 60, 61 ký, 62 ký. Em đọc tên cho chị nào? Trời ơi mấy chị ơi, em đọc tên cho những chị nào mà nó chạy lên trước chứ giờ xe livestream là em phải đọc. Ở đâu ra, đâu đó đủ sản phẩm đâu. Chị Thúy Mai mình hiểu vấn đề giùm em nha. Hiểu vấn đề chứ đừng có nói vậy oan uổng cho người khác lắm. 69.000. Rồi comment giùm em Thảo sơ mi 69. Sơ mi 69. Cái cây áo đó có cây nào mà nó nhiều hàng không? Cái áo trong mấy cái bao đó với mấy cái bao này có nào nhiều hàng không? Chứ giờ dù biết có 300 người thiệt nhưng mà tranh nhau quá giờ sao mấy chị hả? Rồi sơ mi cho chị Nguyễn Hoàng sơ mi. Rồi đây một cái nữa xanh lạc. từ từ cháu nó cũng nhờ. Rồi em lên sơ mi trước à. Sơ mi ăn đông nhà em là độc quyền nha mấy chị nha. Em dùng từ là độc quyền à, độc quyền về giá, độc quyền về hàng, độc quyền về form, về chất. Nha mà em không có bán độc quyền mà muốn bán nhiêu bán đâu, đúng không? Rồi sọc hồng 69.000 cho em 62kg đổ về. Trời ơi Sumi phải đánh lộn nhau quá mấy chị à. Rồi sọc hồng 69.000. Em lên mấy cái này luôn cho sọc. Mấy cái này thì đợi người mẫu mặc thì mấy chị chết rồi. Đợi người mẫu mặc thì trời cái gì mà xanh nhạt bây giờ mới lên mã vậy trời. Ơi xanh nhạt nó qua 8.000 năm nay rồi mấy chị ơi. Quyên cute không có số điện thoại nét nè bỏ qua. Rồi xong chưa? Mấy chị ơi mấy chị comment nhưng mà những người khác người ta comment trước thì người ta phải đã có trước hàng chứ giờ. Mấy chị cứ bắt em đọc tên mà không có sản phẩm em đọc sao? Hả? Thì hàng nó hot. Xếp 116 cho Quỳnh Sang Lê. Nè hàng nó hot em Thảo biết làm sao. 116. Rồi nhìn nè 57kg đổ về, comment giùm em xanh 59.000. Mua thêm cho đủ đơn đi chị ơi. Xanh 59.000. Ủa cái này mặc lên người tan lắm mấy chị ơi. Rồi nào, xanh 59.000. Em mới bán hàng đó chị ơi. Rồi xanh 59.000 được 2 thằng. Rồi trắng 59.000 luôn. Trắng 59.000 cho em Thảo nha mấy chị nha. Trời ơi đọc tên mà bắt em ai em cũng đọc. Và lỡ không có sản phẩm rồi em đọc kiểu gì. Ai em chẳng muốn bán đưa cái đầm đó chị tặng luôn cho. Rồi trắng 59.000. Cái này là xanh lơ 59.000 luôn nhá. 57kg đổ về. Thoải mái nha mấy chị nha. Thậm chí 60 em dám bao á. Xanh 59 cho chị Ken Ken. Rồi xanh lơ 59.000. Được chưa? Xanh 59. Xanh 59 chị Cúc Quỳnh. Rồi còn trắng với xanh lơ. Lên cái xét Quảng Châu này cái nha. Lên cái xét Quảng Châu này cái nha. Trung Quỳnh comment sai. Xanh lơ chị Tuyết Nhung. Quy Khả Hân sai. Xanh lơ chị Nhi Nguyễn. Rồi hết xanh lơ, hết trắng luôn, hết xanh luôn đúng không? Còn trắng 55kg đổ về. Cái đầm 70.000. Nè cái này có số lượng tặng được nè. Mua một cái mặc cho nó mát mẻ mùa này.
Bạn nhiêu đây? 49 ngàn. 49 ngàn tin không? Một cái đầm Quảng Châu. Còn trắng 59 đấy chị ơi. Ha? Nhìn nè. Maxi Quảng Châu. Cái này mấy chị không mẫu trong cũng được, tại nó hai lớp rồi. Rồi đầm 49 ngàn nha anh. Đó, giờ thì comment thoải mái đi. Giờ em kiếm số lượng em lên hàng cho. Em đang đi kiếm hàng số lượng lên cho mấy chị mà. Chị Hoàng Liên nè. Nói vậy em ráo. Nói em nói không nổi đó. Đầm cho chị Ngân Bình. Rồi đầm lại cho chị Ngọc Giàu. Đầm chị Lê Mai. Đầm chị Kim Tuyền. Rồi đầm cho chị Châu nè, Nguyễn Châu nè. Đầm chị Nguyễn Phương nè. Đầm chị Ken Ken nè. Đầm chị Lai Lê nè. Bộ đơn này gặp đơn với đơn hôm trưa đúng không? Đầm chị Đỗ Phương. Rồi đầm chị Đỗ Phương có rồi mà. Đầm chị Nguyễn Phương. Rồi 55kg đổ về. Siêu phẩm đen 69 ngàn. Nhìn mạc à. Hàng xuất khẩu ha. Rồi comment giùm em đen 69 ngàn. Đầm cho chị Nguyễn Tuyền. Nguyễn Tuyền này, Nguyễn Tuyền hỏi sĩ hay lẽ vậy? Để đầm chị Lê không? Không có số. Nguyễn Tuyền không có số. Phúc Nguyễn có số không? Có. Rồi chị Phúc Nguyễn. Hạnh Đào Thái có số không? Có. Rồi chị Hạnh Đào Thái, đơn này gộp đơn với đơn hôm hồi trưa với đơn tối hôm qua. Chị nào giờ không đủ đơn hai lần, có nghĩa là mấy chị mua liên tục mà mấy lần, hai lần xả đơn hai lần không đủ đơn, lần sau không bao giờ em bán lại nữa nha mấy chị nha. Rồi comment giùm em đen 69 à, theo hoa 55-57kg đổ về. Đen 69 để các em coi còn bao nhiêu đồ bộ em lên hết cho mấy chị cho. Em cũng chẳng biết còn bao nhiêu đồ bộ cho mấy chị nữa. Rồi đen 69 cho má nào đây? Thảo gần chết hả? Bữa nay mới gần. Đàm chị Lan Nguyễn. Em bị bát từ lưa tè le ra đó chị ơi. Rồi xong chưa? Bộ đen 53-54kg đổ về bộ đen này. Nó cứ lẻ lẻ nó còn hoài vậy chờ không? Rồi bộ đen 50 ngàn luôn đi, hai bộ nè. Rồi bộ đen 50k. Ủa cái gì vậy mấy chị, 300 người mà ngồi ngó em không vậy? Đầm 49 cho Linh Đặng, Linh Trần Thị nè, ok. Rồi bộ đen nè. Bộ đen bao nhiêu tiền vậy? 100 ngàn đó chị Quỳnh Sang Lê ơi. Rồi xong chưa? Bộ hồng 53-54kg đổ về. Bộ hồng 50 ngàn. Rồi toàn đồ 120 không hả mấy chị? Nhận ra vải rồi cái gì? Rồi lên bộ riêu này to nè. Bộ riêu với bộ cam là to nè. Rồi Phước Chi Lâm Thị nè. Toàn là đời nãy giờ thấy đơn mới không ai xả, nước ngu ngừ luôn á. 60kg đổ về bộ diêu. Bộ đen cho chị Ngọc Hà. Đen 69 cho chị Tuyết Huỳnh nè. Rồi đen 69 cho chị Tuyết Huỳnh. Rồi hồng 50 cho Kim Lê. Hồng 50 cho Kim Lê. Bộ đen còn không? Đen 50 cho Kim Tuyền. Rồi xong chưa? Bộ riêu 62 ngàn. 60kg đổ về bộ riêu 62 ngàn. Bộ cam cũng vậy luôn, 62 ngàn. Để tôi nhìn coi nó cột hàng nhanh cỡ nào. Rồi comment giùm em bộ cam 62 ngàn luôn ha. Bộ to mà, 62 ngàn. Cái đó là cái áo đen. Rồi xong chưa? Bộ riêu. Bộ riêu với bộ ấy cho chị nào kìa. Bộ bữa nay làm gì mấy chị cứ sừng vô mua bộ bộ vậy luôn hả? 55kg đâu rồi. Comment giùm em bộ đỏ 57 ngàn quần lửng nha. Rồi bộ đỏ 57 ngàn. Biết chất lượng hàng giờ nhảy vô hả? Bộ cam 50 cho Nhung Liêu. Đây, giờ ai mà mong mốt phát nhưng mà em chưa có lên kịp quá. Để ngày mai bộ em lên cho. Bộ riêu 62 cho Thanh Thùy. Rồi hết luôn rồi. Rồi giờ là lên hai bộ đỏ nè. Nhận hai bộ đỏ. Rồi comment giùm em nha mấy chị ha. Rồi hỏi đơn hàng gọi hotline giùm, cảm ơn ạ. Bộ đỏ, bộ đỏ. Bộ đỏ, bộ đỏ, bộ đỏ, bộ đỏ 57. Đỏ 57 cho Gia Hân Phan. Còn những chị không đọc tên là do comment sai, em không đọc ạ. Ví dụ như chị Hà Hoàng, chị Trung Huỳnh không bao giờ comment đúng. Nãy giờ em không thấy comment nào đúng của chị hết. Chắc chắn em không để đơn được. 53-54kg đổ về. Bộ đen. Bộ đen 48 ngàn. Trung Huỳnh đừng comment nữa chị ơi. Comment sai không hờ. Rồi chị Phương Trung nè. Rồi đỏ 57 chị Ngô Thúy nè. Rồi hết đỏ 57 rồi. Bộ đen thấy hết mọi người á. Chỉ là mọi người comment sai thôi, không để đọc tên thôi.
Rồi bộ đen nè, đẹp quá không chịu nổi luôn. Bộ đen em mở được 5 bộ, đọc cho 5 người. Rồi bộ xanh đen còn không vậy? Đó mấy chị thấy không, hàng xã của nhà em mà nãy giờ em bán nguyên một like rồi em chưa hết. Hàng xã không á mấy chị. Rồi xong chưa? Bộ xanh đen ạ. Bộ xanh đen 55kg đổ về. Bộ đỏ em thảo hết rồi, đang lên bộ đen rồi. Bộ xanh đen 53.000. Tiếp 30k chị ơi. Rồi bộ xanh đen 53.000. Rồi kế tiếp ạ. Tiếp 30k và không được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha mấy chị ơi. Rồi 55kg đổ về. Bộ hồng 53.000. Đen 48 cho Phúc Phan. Bộ hồng 53.000. Xanh đen 53 cho Bùi Ngọc Thơ. Ở hàng xã đen không 48 đó. Cho Cẩm Nguyễn. Rồi đó là những em mua một bộ rồi lẳng lặng mà đi không bao giờ trở lại đó. 60kg đổ về. Mày 62kg còn vừa luôn á. Xanh đen 53 cho chị rồi, Hoàng Liên. Rồi comment liền giùm em mấy chị nha. Hỏi đơn hàng gọi hotline mấy chị đen ơi. Đen 48 cho Phan Nguyễn Trang. Hỏi đơn hàng gọi hotline. Trên đây em đâu có biết đơn hàng của mấy chị gặp vấn đề gì đâu ạ. Một ngày mấy trăm người sao em không nhớ được. Bộ đỏ 61.000. Hai bộ. Rồi bộ đỏ 61.000. Tặng cái áo được không? Rồi tặng cái áo cho nhanh nhé. Ai nhanh được phần. Ai nhanh được phần cái áo này. 53 là Trần Thị Diệu Hiền. Rồi, rồi Trần Thị Diệu Hiền. Rồi tặng cái áo cái coi. Bộ đỏ. Bộ đỏ 61 chị Tâm Phan một bộ nè. Rồi coi bộ đỏ của ai nữa nè. Bộ đỏ này Thảo Phạm 61.000. Có số điện thoại không? Rồi có đơn hàng chưa? Rồi toàn đơn 11 kiểu này chắc tôi chết. Không bán thì không được, mà bán thì rầu dễ sợ. Hồi trưa này là một em Mickey áo 80. Em tặng cho 20 người. Nhưng phải có xe cho em nha. Phải có xe mới được nha. Chị Ngân Bình nhớ lấy mẫu áo này nha chị ơi. 59.000. 62kg đổ về. Đính đá cho mấy chị. Màu vàng cho mấy chị. Tặng 59.000. Rồi mỗi người cái về nhà mặc và nhớ tới Thảo nha mấy chị nha. Bao mấy giặt à? Bao vải. Rồi ủ vải nha em, vải 80 em xưa giờ á. Nhưng mà ý là giờ em tặng vậy. Rồi chị Nguyễn Huyền. Rồi lên hai bộ hồng 59.000. Không em bán, em bán tặng có 59.000 à, đừng mua 80. Chị Hoàng Liên. Rồi chị Thanh Thúy. Rồi Giang Lý già, chị Ngọc già ok, chị Cẩm Tú Cầu em ok nè. Rồi chị Tuyền Thanh em thảo ok, chị Bùi Ngọc Thơ em thảo ok nè. Mimi chồng mua đủ đơn giùm nha. Cẩm Tú Cầu. Rồi Cẩm Tú Cầu có rồi, đặt tên chị Nhung Lu ok chị nè. Hoa Bất Tử Style bỏ qua, chị Tường Vy ok chị nè. Trần Hoa Sen comment mã đó hết rồi. Rồi chị Sợi Minh tặng ok chị, Nga Nguyễn tặng ok chị, Trần Tố Thương tặng ok chị nè. Được chứ mấy chị, tặng chứ bán buôn gì nữa. Rồi bé đẹp đẹp em ok chị nè. Mua được Chim Ngọc Linh ok chị, Thúy Phạm Thủy em ok chị nè. Hoa Bắc Tử ok chị, Trâm Nguyễn ok chị, Ngân Bình ok chị nè. Rồi em còn nhiều thứ để tặng lắm nha. Mấy bữa nữa không còn gì để bán luôn chứ đừng nói là tặng. Rồi chị Su Su ok chị, rồi em bảo hết hàng. Ngày mai xả đầy á, toàn một không à, thấy đơn một nhiều lắm. Mày coi còn màu nào lên cho mấy bả mua hai cái cho thành đơn hai chứ thiệt một không. Mai xả ngu ngừ. Em sợ hàng xả lắm mấy chị, hàng xả này em bán đây. Em sợ thiệt sự luôn, dùng câu sợ. Bán hàng mà run. Rồi bộ hồng. Size gì đây, size XL. 57kg đổ về, 58kg cũng vừa nữa. Rồi bộ hồng 62.000 được hai bộ. Cứ mua bình thường thôi chứ sao mua bà nội, cứ comment bình thường. Đó người ta comment quá trời, có người không đủ tiền để lấy nữa kìa. Có người không đủ, em nay em lai chậm lắm rồi đó mấy chị. Hôm nay em bệnh em lai chậm lắm luôn á. Thảo Trần mình 5 năm nó không có tới nhà lấy phải không Phương? Rồi xong chưa? Thảo Trần số điện thoại. Ồ nước rửa tay cho Thủ lấy đi mấy chị. Trời trời hụt hàng kinh khủng. Rồi hồng cho ai đây, bộ hồng cho chị Tâm Phan. Rồi xong chưa? Đợi xíu nữa em ráng em kiếm một màu nữa em tặng cho. Rồi để mua thành đủ đơn. Hồng cho Ý Như Lê. Rồi bộ này cũng hồng luôn. Thôi 61.000 đi. 55-57kg đổ về. Rồi mang giùm em hồng 61.000. Nè bộ hồng hai bộ nè. Rồi hồng 61 cho chị nào. Hồng 61 được 4 bộ đó. Rồi chụp nhanh. Để nó lấy đi màu nữa em tặng luôn cho. Chỉ cần mấy chị mua đủ đơn thôi. Em không lời cũng được. Ý Như Lê đổi 3 Facebook để bom hàng. Ý Như Lê đổi 3 Facebook để bom hàng.
Ngọc Ruby. Ờ, cảm ơn em nhá. Rồi. Cảm ơn. 662 cho 4 Nguyễn. Rồi, 4 Nguyễn. Rồi, đây nữa 2. 662 cho Quỳnh Trang Lê. Rồi. 662 cho Kiều Loan Cao. Rồi, 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 hết luôn. Rồi, tặng cái này nữa. Tôi biết áo khoác mấy bà nhận về mới là khen rồi. Nhưng bây giờ em không có lên được đó chứ. Mấy chị có muốn lên áo khoác không? Áo khoác xả nhiều quá, mệt thiệt luôn á. Rồi, lên bộ xanh đen cái đã rồi lên mã tặng. Để bộ xanh đen coi size gì cái đã. Rồi bộ xanh đen xanh L 53, 54, 55 ký đổ về. Comment giùm em xanh đen 59 được hai bộ nha. Có những mẫu nó giống nhau luôn á. Nên mấy chị mua để ý cẩn thận nha. Hàng xả nó dục tùm lum hết trơn. Giờ em phải tách ra từng bộ để bán. Đấy view tuột, view tuột, view tuột. View tuột, view tuột, view tuột, view tuột. Rồi xanh đen được hai bộ. Thêm một cái hàng 80. Bây giờ tặng 59 cho mấy chị đủ đơn. Nước rửa tay em Thảo không đọc tên, ai có đơn Thảo mới nhận được. Mấy chị cứ comment nước rửa tay 49 là được rồi. Nhưng mà sao mà view tụt vậy, mới có 50 phút mà. Xong chưa mấy chị già ơi, xong chưa. Xanh đen hai người kìa, xanh đen chị xanh Thúy hả. Với xanh đen cho chị Diễm Thúy nè, ok. Ừ mạng yếu lắm. Em biết từ hôm qua, tại hôm qua anh thấy đã yếu rồi. Em lấy thêm một cái 80, em tặng cho mấy chị 59 ngàn. Mấy chị ghi giùm em đen 59 ngàn. Nhưng nhớ giùm em nhé, mua hai cái. Em nói thật sự 59 ngàn, mấy chị đi lấy giá sỉ toàn quốc. Không có hàng hàng này mà giá này giá sỉ luôn á. Cũng không thể là hàng này được nha mấy chị. Dù có thì chăng nữa cũng là phơm nhỏ hoặc là không phải vải này à. Nha, cái này gần như là em Thảo độc quyền rồi nha mấy chị. À, comment giùm em. Không để ghi chữ tặng thôi, đừng ghi tặng. Comment giùm em đen đi. Đen 59 ngàn, 62 kg đổ về. Ôi, đen 59 thủy tiên. Đó mua cặp chung với cái hồi nãy mà mặc. Chỗ cái này mấy chị giặt á, nếu mà banh mấy giặt luôn á. Không sao hết, không có xù lông. Rồi, comment liền giùm em nha mấy chị. Rất mà Giang Lý già. Rồi, chị Hân Nguyễn nè, ok. Quỳnh Sang Lê, em Thảo ok. Đó Quỳnh Sang Lê giờ mới chia sẻ live stream mà. Em thấy mọi người có comment đúng là được rồi. Hết tiền rồi bà Thảo. Ok. Dầu sao bóp 45 ngàn, chứ không phải 39 ngàn chị ơi. Nước rửa tay là 49 ngàn, chứ đừng ghi mà nước rửa tay không à. Chị Chim Ngọc Linh 59 ngàn, em ok. Nói em hồi em giải thích comment của mấy chị không cũng muốn thục miệng. Mà hồi bà khác cũng comment sai nữa. Nói bà trước bà sau y vậy à. Rồi 60 kg đổ về. Bộ riêu 65 ngàn cho em nha mấy chị nha. Rồi bộ rêu 65 ngàn. View nó tụa là do nó đá mấy chị ra đúng không? Để xíu em biết đường. Chị Ngọc vào dầu sao bóp 45 ngàn. Dầu sao bóp em chỉ bán 39 ngàn lúc em khuyến mãi thôi. Mấy chị canh được lúc đó thì canh. Dạ à, hết tủ luôn rồi hả? Rồi mai lên em thả bỏ qua. Rồi bộ rêu của chị nào nè. Rồi rêu chị Ngọc Thiện em ok. Rồi bộ xanh đen nè. Quá trời nó trùng trùng nhau không đó. Mà nó để khắp mọi nơi trong gia đình. 55 kg đổ về. Bộ hồng 59 ngàn. Còn lỡ nha mấy chị. Bộ hồng 59 ngàn. Trời ơi sao mày không đưa tao một lúc. Mà mày cứ lắc nhắc kiểu này chắc chết quá trời ơi. Ôi trời ơi. Em ơi em nhìn một lần đi rồi em đưa chị. Em ơi em cứ đưa kiểu này. Nãy giờ có quanh vẫn có nhiêu đây à. Thiệt khổ ghê luôn á. Trời ơi, chắc em chết. Rồi, xong chưa? Mấy bộ đó hết chưa? Hồng 59 hết chưa? Rồi, chạy 50. Sao bớt 45 chị Lam Đoàn, ok. Hồng 59 cho chị Trung Huỳnh. 57 kg đổ về giùm em mấy chị. Comment giùm em bộ xanh đen 58 ngàn được hai bộ. Rồi, xanh đen 58 ngàn. Lam Đoàn nhớ mua quần áo cho đủ đơn nha chị ơi. Mấy chị ơi nhu những sản phẩm như ngoài nhớ giùm em nhé. Không có những sản phẩm kia em không bán. Ờ, không giao hàng được chứ lộn. Biết mạng yếu mà. Ờ, bị đẩy ra miết hả. Bộ xanh đen 58 chị Kim Lê. Rồi xong chưa. Rồi bộ này có tay nha mấy chị nha. 57 ngàn luôn. Xanh đen 57 ngàn em Thảo được 3 cái. Xanh đen 57 ngàn được 3 cái. Rồi vàng 57 ngàn luôn. 53, 55 kg đổ về. Xanh đen 58 cho Tâm Phan. Rồi cái đó 57 ngàn. Với bộ vàng giống như vậy luôn. Cũng 57 ngàn luôn nha. Ủa không biết nữa. Tuần qua nay nó yếu vậy chứ em Thảo cũng không biết lý do nữa. Rồi đó còn mã bộ nào không vậy. Ồ quyên vàng áo Quảng Châu nữa kìa. Ôi trời ơi.
Rồi comment giùm em bộ vàng 57.000 nè. Mà bộ này để riêng ra đi, mã của nó thì nhét vô giấy đi. Sách 57 cho Ngọc Thiện. Sách 57 cho Bùi Ngọc Thơ. Dục ra để biết còn bao nhiêu bộ. Không dục làm sao mà biết. Sách 57 cho Kim Nương. Rồi bây giờ tới bộ vàng nè, đọc tên bộ vàng luôn. Mạng nó yếu rồi mà đây. Vàng 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 thè. Rồi, 5 bộ vàng. Vàng vàng. Vàng 57 cho Bùi Lanh. Vàng cho Kim Tuyền. Vàng 57 cho Lê Trúc. Vàng cho Trịnh Thị Diệu Hân. Vàng 57 cho. Rồi lên mấy bộ nữa nha. Lên nó khoát hở mạng gì cho nó khoát. Thái. Trời ơi. Đừng hỏi em nấu khoát nữa mà. Nó đang đá mấy chị ra, mấy chị kêu em nó nấu khoát thì làm sao em bán ngớp. Mà mấy chị già ngày mai có một lô nữa, trong khi nhà em còn hai lô chưa tung hoành. Đang chở nó nấu khoát cam xuống như chị luôn. Để em tặng chị cái mã áo khoác này trước đi. Rồi áo khoác đính đá với áo khoác búp bê gì với áo khoác mặt ngôi sao á. Mai em bán cho mạng nó mạnh em bán cho. Chứ giờ mạng yếu quá em lên hàng em cũng không ra hết hàng được. Mấy chị cũng không thấy được sản phẩm của á. Ai nhận được bộ đun thái rồi. 55-56kg đổ về. Thấy cái quần sướng không? Cái áo là đun thái mấy chị biết hết trơn rồi. Còn cái quần nữa thôi. Tặng mấy chị 101.000. Tranh thủ mạng yếu nhớ xe livestream nha. Mới có 500 mấy xe lượt xe thôi đó. Dạ yeah, comment giùm em bộ này em mới nói nhiều mấy chị. 100 mấy em quên mất rồi. Nhìn cái quần là nhớ sản phẩm gì rồi hen. Là biết mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi hen. Rồi comment giùm em mã bộ em Thảo được 4 bộ. Được 4 bộ, được 4 bộ. Đợi xíu đi nó lấy áo khoác xuống em tặng cái áo khoác này cho em bù vô lô kia. Để ngày mai em bán cái lô áo khoác ấy nha. Em bù cho cái lô áo khoác Quảng Châu đó cho nha mấy chị. Rồi bộ riêng còn có mấy chục bộ thôi. Ta bóp cho chị Thì Dương Thái nè. Trời vàng 57 giờ mới bò đầu nó lên á hả. Vàng 57 em Thảo hết trơn rồi. Trời ơi giải nè. Nhìn kỹ ạ, nhìn kỹ mạc rồi mua nha. 60kg đổ về vàng siêu phẩm. Thôi vàng đi 69.000 được rồi. Khỏi siêu phẩm. Vàng 69.000. Rồi dầu sao bóp 2 chai chị thì ủa cầm em một lần thôi. Rồi sọc xanh 69.000. Rồi sọc xanh 69.000. Rồi cái này là ghi xanh thôi 69.000. Vàng cho chị Phước Phan. Rồi sọc xanh 60kg đổ về. Rồi bây giờ em tặng cho. Ok chưa? Rồi đưa đây 60kg đổ về đúng không? Chơi luôn. Em đón cho mấy chị Khánh Giang trước. Bởi vì Khánh Giang mấy chị biết chất rồi. Em Thảo khỏi quảng cáo. Mấy chị không nhìn thấy mấy chị cũng lấy. Rồi bộ cho chị Phan Kim Quyên nè. Khánh Giang mấy chị biết chất rồi. Lỡ mà mạng mấy chị kém, mấy chị nghe em nói mấy chị cũng dám lấy. Còn bây giờ em lên sản phẩm kia có nhiều chị lại không biết. Sọc xanh cho chị Hoàng Liên. Rồi còn cái xanh cuối cùng 69. Đúng không? Nên bây giờ em Thảo sẽ lên Khánh Giang và tặng cho khoảng tầm 20 chị đó. Ai nhanh được phần. Cái này tặng hỏng bán. Lỗ có mười mấy ngàn. Có 16.000 một cái thôi. Lỗ 16.000. Rồi vàng em Thảo nó còn xanh thôi. Lỗ 16.000 một em. Em bán cho mấy chị 109 là giá tặng. Giá bán của em Thảo 160, 60kg đổ về đúng không? Bây giờ em bán cho mấy chị là 109. Em bán tặng nên chị nào có mua được thì tê giùm em một cái được chưa? Còn áo khoác kia em thất hứa. Em lên không được giờ này thì chắc. Tại vì nó cứ đá mấy chị đá. Em lên mẫu thì em bán không hết. Mất công mai em phải giới thiệu lại từ đầu. Nó rất mất thời gian. Rồi giờ em lên Khánh Giang cho mấy chị biết chất. Quất một cái luôn. Ai hên được hồi bữa mấy chị hỏi được 10 người đúng không? Hôm nay em cho 20 người. Chị Tâm Phan xanh ok. Xanh 69 cho Lê Hân. Rồi xanh chị Lê Hân. Mấy chị thấy không? Giờ nói còn nói không xong nữa. Dầu sao bóp thì ghi 45. Thôi chưa chỉ vậy chứ không ai để ý là nói đâu. Phải chỉ lại mấy lần cơ. Không ai lỡ ý lần nào em nói hết trơn á. Rồi comment giùm em khoát 109 nha. Rồi em chỉ người. Chị Lam Đoàn khoát. Em chỉ người này có tí người kia comment sai. Em chỉ người kia cái tí người nọ comment sai. Rồi đây bộ đồ phát chị Ngô Ngọc nè. Phát cho chị Phan Mỹ Trang. Phan Mỹ Trang. Chị Liên Trần. Liên Trần. Chị Liên Ngọc Diệu nè. Chị Liên Lê. Chị Nhung Lu. Chị Quỳnh Tăng Lê. Chị Thùy Dương Thái. Rồi còn không em? Rồi xong chưa? Rồi Thùy Dương Thái nè.
Vừa gì tí 50 mấy ký mà vừa đúng không? Chị Phan Cẩm Viền cam. Rồi cứ nhận cam đi mấy chị. Giờ kịp hai sản phẩm nha, riêng áo khoác đó phải tặng nha. Phải thêm một cái nữa. Rồi phải chị Thi Tường Vi luôn. Ok. Đây, lên còn đây, còn mấy bộ lẻ nữa ráng bập cho nó hết cho rồi. 62 ký đổ về bộ hồng 61.000 cho em Thảo nha. Chị Nguyễn Đăng Phát nè, chị Phan Kim Nguyên Phát nè. Quảng Bình chip chip size bỏ qua nè. Phát chị Trinh Lê nhớ mua hai sản phẩm giùm em nha. Những cái sản phẩm tặng bắt buộc phải hai sản phẩm trở lên. Bởi vì đã lỗ rồi mà em đi một sản phẩm nữa mấy chị hoàn đơn nữa lỗ double lên. Đó không cho lỗ như vậy được. Lỗ cũng vừa thôi. Rồi phát. Phát cho chị Phạm Quỳnh chip Phan nè em ok. Bộ hồng cho chị Huỳnh Hồng nè em ok. Nè bộ hồng cho chị Huỳnh Hồng. Lên mấy cái ấy nữa nha. Trước khi lên cái đó em sẽ lên sản phẩm này. Em sẽ lên sản phẩm này, không cho chọn màu, hàng của Thảo. Hàng nhiêu với tiền mấy chị? Rồi cái này em nói bao cu te, ai 53, 54 ký đổ về, tặng ở trong cái quần. Hàng 95 ngàn, giờ tặng 45 ngàn, được chưa? Nhìn thấy được cái phía trước không ạ? Nguyên set 45 ngàn, 55 ký thôi nha. Rồi comment giùm em set 45. Set cam 45. Rồi set cam 45 được 2 set thôi. Rồi set đỏ 45. Rồi set. Trời không lẽ giờ không cho chọn màu thôi kệ luôn chơi. Phát cho Phan Hồng Nguyễn nè. Ok. Set 45. Set 45. Cái set cam 45 giùm em mấy chị. Thôi em để màu ngẫu nhiên cho mấy chị nha. Trời ơi để màu ngẫu nhiên cho ai cũng được. Không thôi mất phần hết trơn. Nha được không? Chị Hoàng Liên set nè em ok. Kim Phạm Biến set ok chị nè. Nga Nguyễn 2 set ok chị nè. Rồi set cho chị set 45 chị Cúc Quỳnh ok chị nè. Rồi set nè. Set 45. Bây giờ cái set 45 đi. Rồi. Set 45 cho chị Thùy Đặng nè em ok. Để màu ngẫu nhiên cho mấy chị luôn nha. Rồi 90.000 giờ bán 45.000 mà. Nha. Giờ không mặc mẫu được. Thông cảm giùm em. Ủa quần này còn được mấy cái nè. Set 45 giùm em. Set 45 chị Phương Phương nè. Rồi set 45 là cho chị Phạm Quỳnh Chiếc Phan. Rồi set 45 áo khoác cầm em một lần thôi. Long Vũ nè ok. Rồi set 45 chị Thảo Nguyên nè. Rồi set 45 tiếp đi mấy chị ơi. Nè quần nữa nè. Ôi dồi, cha ơi. Set 45 chị Hoàng Oanh nè em ok. Rồi xong chưa. Đó mấy cái quần này ở trong còn hàng không vậy. Set 45 cho dì Tí nè. Rồi set 45 còn 2 set. Set 45 còn 2 set. Xong chưa không chưa. Giải gì? Đuổi xước chứ giải gì? Chị Diệu Hiền set em ok. Rồi Phạm Huỳnh Chiếc Phan có set chưa? Nếu mà Phạm Huỳnh Chiếc Phan không có set thì qua cho chị Lê Linh set nha. Rồi ok xong chưa? 55kg đổ về. Đuổi xước chứ có gì đâu đẹp. Rồi quần tặng 61.000. Đó, quần 70 giờ tặng 61.000. Ok chưa? Ở trong còn quần nữa không? Ra quần luôn. Bây giờ cái gì có số lượng em tặng cho mấy chị. Em nói rồi em mà đi đẹp. Ốc tử là không biết đường đâu mà mò. Không biết đường đâu mà mò. Em cố gắng rồi chứ. Em nói ai cũng kêu em xả kho đi để đi đẻ rồi ở nhà để đồ tùm lum. Mà em cứ nhập hàng về miết ấy. Nhập càng nhiều hơn nữa chứ. Nhập nhiều hơn bình thường luôn. Tại vì em sợ mấy bữa nữa không có hàng. Em cứ nhập đi. Thủy Tiên quần này ok bà già. Set hết rồi, hết set rồi. Rồi, hết rồi chị Mai Lê ơi. Rồi, comment giùm em. Quần 61.000. Bây giờ nha, ai mua gọi xả riêng là không bao giờ em giao đâu mấy chị. Không có, không thể giao được. Bởi vì cái tỷ lệ mà nó hoàn về nhiều lắm. Cái thứ hai là mấy chị mua xong mấy chị tiếc tiền. Chị không nhận à, 30.000 tiền ship em mất tiền em không tiếc. Mấy chị lại tiếc với em. Rồi chị Trung Quỳnh, em rút kinh nghiệm rồi, đã hàng hiếm rồi mà còn bị bơm nhiều nữa. Nên là ai có quần áo ấy, lỡ mấy chị có bơm em lấy quần áo không còn đập vô nổi. Còn mấy cái sản phẩm mà giao thông em không có đủ tiền để bù vô cái tiền lỗ đó. Rồi chị Quỳnh Hương một set nè. Vừa vừa thôi tại bán rẻ quá rồi. Phải suy nghĩ tới cái đường gọi là chi phí hàng bơm. Chi phí hàng bơm kinh lắm. Rồi xong chưa? Ủa bên bưu cục trả tiền bơm cho mình chưa vậy? 10 triệu mấy á. Thu tiền sai á trả mình chưa? Mua trả 800. Bây giờ có 800. Bị điên hay gì vậy? Mười mấy tháng, 12 tháng trả 800. Tiền hoàn bây giờ có 800. 800 là một tháng. Thì mấy tháng cái chưa trả. Sao kỳ vậy?
sao hôm qua làm việc đi làm sai chưa thấy một câu xin lỗi nào mà giờ đây còn không trả tiền cho người ta nữa. Rồi dầu sao bóp chị Thảo Phạm nè, quần cho chị Hồng Hồ nè. Ủa cái kỳ gì kỳ vậy, người ta xin lỗi người ta tới tấp mà không giải quyết cho người ta mà trả một tháng mà còn im lặng vậy. Trả cho ai một tháng, đi qua trả tiền lại. Nay thứ hai người ta mới làm việc lại cho anh đâu. Trời ơi trời, tôi thiệt luôn á, cái bộ cục này thì em muốn bỏ lâu lắm rồi, làm việc trả ra làm sao hết mà em còn nể một cái bà chị. Em có lại thấy chị đó, chị hiền, em chị nói chuyện cũng ấy. Nói chung là em quay lại cái cục làm việc là tại cái chị đó em mới quay lại. Mà từ bữa giờ làm nó sai đơn hàng, bây giờ đơn tiền hàng hoàng của em cũng làm sai luôn. Rồi chị Quỳnh Hương, chứ không phải là đơn hoàng đúng không? Có nghĩa là trả tiền làm sai đơn thôi. Trả tiền hoàn tất cho cả một tháng thôi, mai tao nói cho. Giờ tôi bán không được nè. Trời xin lỗi mà cũng chưa thấy ai bên bưu cục giải quyết cái đơn hàng đó, có mình bà Khoa bà xin lỗi thôi. Em nói đừng hối nha em. Em thiệt một tháng mấy triệu bạc tiền chiết khấu cho mấy chị á. Một tháng em Thảo mất từ 5 tới 6 triệu để bù vô tiền chiết khấu, chưa tính tiền bù là cái tiền mà 30 ngàn, có những đơn 5, 70 ngàn em Thảo bù vô không nói nha. Em mất tiền chiết khấu hơn 5 triệu một tháng, em chấp nhận làm bên bưu cục để mấy chị được hưởng giá là 30 ngàn đồng giá. Là em đã mất tiền chiết khấu một tháng rất nhiều rồi. Là em hy sinh tiền của em nha, tiền mồ hôi nước mắt của em ra. Em bỏ để em làm bên bưu cục để xử lý đơn hàng ok hơn, mà từ bữa giờ không biết sai bao nhiêu cái nữa. Rồi bây giờ tiền hoàn của em cũng tính sai cho em một tháng mấy triệu, mấy trăm ngàn. Mà bây giờ là 12 tháng rồi mà cộng lại giờ chẳng trả tiền cho em, chẳng có cử người qua nói chuyện với bên em. Đúng không? Mấy chị thấy không? Không phải tự nhiên có một đơn hàng hoàn thiện đâu, cũng phải trải qua phong ba lắm đó, mới chọn được một đối tác tốt cho mấy chị. Mà trong khi em đã chịu thiệt rất nhiều rồi đó. 60kg đổ về, áo đỏ tặng 65.000 nè. Để dùng cái đâu phải tự nhiên mà có cái đơn hàng mà rẻ vậy đâu mấy chị. Em bù gần chết rồi trong đó đó. Đổi quá thứ này. Bù bằng tiền mặt của em á. Bù bằng tiền mặt của Thảo á. Bà kia là để mốt mấy chị. Thì thà nói như vậy mới được, chứ không phải là làm sai xong rồi cứ im lặng hoài như vậy. Rồi xong chưa, nhận ra cái quần chưa, ai mặc size 28 hốt hàng giờ bệnh nè, tặng nè 70 ngàn đúng không, tặng 36 ngàn. 65 cho Nga Nguyễn. Chị Nga Nguyễn nhận xong đơn hàng kia chưa? Tặng 36 ngàn, ai mặc size 28 bụp. 28 thì đương nhiên 27 mà cũng được rồi. Nói nhiều khi mấy chị thấy em lãm nhảm là sao, bởi vì mình bỏ ra tâm huyết mà. 36 chị Hoàng Liên, 36 chị Hoa Mẫu Đơn, 36 chị Diệu Hiền, 36 chị Ngọc Liên Trần, bỏ ra tâm huyết để mình làm mà mỗi sai cái gì bực bội lắm. Rồi chị Phạm Nguyên, chị Trang Mai, chị Trần Tuyền, chị Kiều Trang, chị Thu Phạm Thị, chị Nga Nguyễn, chị Cúc Huỳnh, chị Thủy Tiên. Đúng phải em kỳ khôi đâu mà đúng là kỳ thiệt. Rồi chị Huỳnh Sang Lê, chị Hoàng Anh. Đó mấy chị thấy không, mỗi lần ngày trước á mấy chị, em tính tiền sai mấy chị có mười mấy 20 ngàn mấy chị đã nhảy lên. Chứ mấy chị chưa biết em thiệt trong đó bao nhiêu đâu, đâu ai biết đâu đúng không. Rồi chị Trung Quỳnh ok. Tặng Nguyễn Đăng có đơn hàng chưa? Rồi Nguyễn Đăng ok. Chị Hoàng Anh có chưa? Rồi Trung Quỳnh có rồi đúng không? Rồi chị Ken ok. Chị Thủy Thủy có đơn hàng chưa nè? Rồi chị Phượng Xuân nè. Rồi chị Lê Nguyễn nè. Chị Huyền Trân nè. Rồi Hồng Hồ nữa hả? Rồi hết không chưa? Còn không? Đây luôn nó đó, thằng bơm đó. 36 cái mi Trần. Đây coi, đưa kỹ coi, em để vô màu đen cho mấy chị luôn nha. 36 cái mi Trần. 36 cái Hằng Lê. 36 cái Phạm Quỳnh Chiếp Chiếp. Rồi, Phạm Quỳnh Chiếp Chiếp. 36 cái Hằng Bùi. Hằng Bùi. 36 cái Lam Đoàn. Lam Đoàn. 36 cái Cẩm Nguyễn. Cẩm Nguyễn. 36 cái Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền. 36 cái Như Phạm. Như Phạm. 36 cái Phan Cẩm Diền. Phan Cẩm Diền. 36 cái Huỳnh Hương. Chị Phan Cẩm Diền. Ủa cái này xanh đen không được. Thôi tặng luôn cho mấy chị luôn ha, xanh đen. Rồi. Chị Diệu Hiền. Chính thị Diệu Hiền. 36 là Gia Hân Phan. Rồi hết, Gia Hân Phan là hết. Rồi tặng cho mấy chị cái áo nữa nè. Rồi tặng cho mấy chị đâu trời, nguyên một cái set hàng bơm. Nhanh nha mấy chị nha. Set hàng bơm. Tặng cái xích hàng bơm, chặn cái xích hàng bơm. Ai nhận về cũng khác lên đúng không? Ai đã nhận
cái set 165 tới 175 set thể thao á, thấy sướng cuộc đời không mấy chị? Thấy đúng là hàng khủng chưa? Thấy đúng sự thật chưa? Rồi áo này là áo phông dài, vải khủng khiếp chưa? Rồi cái này hàng bơm, set đen em tặng cho mấy chị càng có quần nữa nha. 55kg đổ về, tặng mấy chị 149 set đen nè. 149 set đen, xong chưa? Rồi 149 set trắng à. Quan tâm ý mấy bữa nữa em mới lên, hôm nay em chưa lên hàng được đâu. Ở trên gác lận, em chưa lấy xuống đâu. Tại vì em nghĩ là tới mùa hè em mới bán nên em chưa đem xuống á. Em nghĩ tới mùa nóng nóng một tí em mới bán, mà nay chắc cũng gần nóng rồi đúng không? Bữa nay chắc là thấy thời tiết và khắc nghiệt rồi đó, để em lên tầm ý cho mấy chị mua đi làm mặc cho nó mát. Nhưng mà để mai nha, hôm nay lên không kịp. Rồi set đen 149.000, set trắng 149.000. Set đen cho chị Nga Nguyễn nè. Rồi trắng hai, Hoàng Liên. Trắng chị Hoàng Liên, còn cái set trắng nữa nè. Tặng luôn bơm mà. Ủa sao đem lên hàng này chi vậy? Có kêu lên hàng này đâu. Rồi tranh thủ luôn đi ha. Rồi lên set xám luôn đi, set đen em hảo hót rồi. Cái kéo đâu rồi? Rồi lên set xám luôn, lên set thể thao nó đây, nhưng mà lên hàng bơm trước nha. À, cái là cái quần của nó không nói rồi, lên hàng bơm trước nha. Ồ tuyệt vời ạ. Xám 149, xám 149. Cái phơm này là phơm giấu quần, nổi cái áo không mấy chị mặc nè. Cái quần này không thì mấy chị mặc riêng được, không nói rồi đúng không nè. Còn cái áo nữa nè. Rồi comment giùm em Thảo là set xám 149. Áo ngực còn cái nào nữa vậy? Rồi set xám cho ai? Cái thể thao khủng chưa? Nhận hết rồi. Để nhưng mà mai mốt em lên cho. Quá để nóng đó. Luôn rồi đó hả? Tùy nơi mấy chị ơi. Set xám chị Trần Tố Thương. Tại vì có những nơi ví dụ như ở ngoài Bắc bây giờ vẫn còn lạnh mà. Trong Nam thì mới nóng mấy ngày nay mới nóng. Đúng rồi khoảng tầm 4-5 ngày nay là thấy nóng ghê rồi đó. Nóng cực luôn chứ nóng gì nữa. Rồi chị Phan Kim Quyến set xám nè. Đó mấy chị thấy cái set kề dục xuống đã tay không? Này gì nữa đây? Rồi size 2X nè. Size 2X nha. Đầu đuổi mà còn size 2X nữa. 60-62kg đổ về. Hai bộ hả? À, tặng mấy chị 79.000. Mua bài tặng má. Rồi hai bộ 79.000. Bộ đồ mai bán test chị Nguyễn Trâm nè. Tầm ý ở đây đâu có đâu phải không? Tầm ý ở đây không có đúng không? Ừ. Mai em bán cho. Đen 79 cho chị Quỳnh Sang Lê. Đen lộn. Đen 79 chị Tâm Phan. Chị Quỳnh Sang Lê với chị Tâm Phan có luôn nha. Chưa được chưa được chưa. Nhìn chất, nhìn mạc đi. 60kg đổ về, 869.000. Nu 69.000. Rồi đầm mai mới lên chứ, lên đâu giờ này. Lên đâu giờ này. Bình Tân ở mưa, Bình Tân hồi trưa mưa. Ở chiều hồi nãy chứ, khoảng tầm 7 giờ mưa đúng không? Không, cái đoạn ngoài kia cũng đang mưa. Rồi, 50, 51, 52kg. Cảm ơn giùm em xanh đen 49.000. Nuôi chị Hoàng Liên, cái đó bộ xanh đen 49.000. Nuôi chị Hoàng Liên. Rồi xám thì chị Quỳnh Sang Lê. Rồi áo ngực, coi có size gì vậy. Tặng hoài không hết. Mỗi lần nhập mấy ngàn xong bán cái người ta bơm mấy trăm mà. Rồi cái đó còn size bao nhiêu không rộng á. Bộ đồ này ta bán đâu có mắc đâu mấy chị. Có 109 thôi. Em Thảo bán 125. Bộ 49 á. Rồi, đang bộ đang 49 là xong xinh, xong xinh nhớ mua chứ đủ đơn rồi bán mấy chị ơi. Rồi bộ riêu tặng mấy chị nha. 61.000. Bộ tím 61.000 luôn. Rồi áo len hồng 55kg đổ về 49.000 len hồng. Rồi ủa chứ cha còn cái màu đen nè. 55-57kg. Màu đen 66.000 luôn. Áo đen 66.000 luôn. Cái này size nhiêu đây? 38. Toàn bộ 38 hết đúng không? Hàng 90.000 đây quý vị ơi. Hàng không rộng của mấy chị đây. Sự chờ đợi của mấy chị nằm đây. Đó, mỗi lần hàng bơm của nhà em mà làm quyền bao giống như y chang như hàng người ta mới lấy về bán á. Tại vì em Thảo hơi khó là
sản phẩm mà kèm theo, ví dụ như đồ lót á, giày dép á, thì phải có đơn hàng, phải Điểm có 61 có Diễm quần Thúy. Áo thì Thảo mới kèm theo được. Nên rất nhiều chị, ví dụ như nước rửa tay nè, em hủy 100 mấy chục chai luôn á, toàn là mua nước rửa tay không mua sản phẩm khác. Mà em nói thiệt, những sản phẩm này em đóng hàng mà em có lời là em ngu gì em không đóng. Em đâu có lời đâu mà em đóng. 66 cho Khương Duy. Mấy chị thông cảm giùm em. Cái hàng bơm của em từ đó nó cũng kéo ra nhiều. Thật sự mấy chị mua 10 chai mới đủ tiền lời để đóng cho mấy chị. Đủ chi phí để đóng hàng ấy. Áo ngực bơm, bơm biết size đâu bác. Đen hồng 49 cho Thủy Thủy. Bơm mà biết ai bơm size nào. Size 36 chắc là sale rồi. Size 38 thì 36 mặc cũng được. Giặt tới thời điểm này hư chưa ạ? Thì ai 36 mua cũng được. Về kéo cái dây này vô nè. Ở đây có 4 nốt, kéo nốt vô em nè. Đang mặc 36, giờ lấy 34 mặc luôn. Rồi em chơi dễ chơi lắm mấy chị. Người em sống dễ sống. Rồi tặng cho mấy chị 69 ngàn. Size 38. Rồi đi áo ngực 69 được rồi. Có 1 size 1 à. Này mấy chị giặt máy giặt không cần để cho cái túi bóng nha, để lộn cái túi vải nha, cứ ném ra ném vô máy giặt giặt chung với đồ mình, không có thay phơm đâu mà lo. Hàng này bàn tay nâng ngực nhưng mà không rộng, mà không có cái gì mà khó chịu hết trơn. Nhưng nếu bản thân mấy chị mà không có ngực, mấy chị mua cái loại giày tí xí. Còn cái loại này là cái loại hàng trung nha, loại hàng trung. Rồi Tuyền Thanh, chị Thủy Tiên, 69 cho Nga Nguyễn. 69 cho Ngọc Liên Trần. Mẹ ơi còn đây nữa, trời. 69 cho Nhiên Nguyễn. Hôm nay bán biết chừng nào mới hết. Rồi 69 ngàn tay bạch quán đó. 69 cho Liễu Trần. 69 hai cái cho Ngọc Mai Lê. 69 cho Kim Nương. 53kg 55kg bộ xanh đen. 69 cho Nguyễn 57 Đăng. 57 ngàn. Rồi hai bộ 57 nè, bán hoài không hết là vậy đó. Giờ lên hàng xã được chưa? Thôi đẹp quá, để em lên cho hai cái áo này đi rồi em lên hàng xã cho. Xe áo ngực 69 cho Nga Nguyễn. Áo ngực 69 cho Thu Ba Nguyễn. Áo 69 cho Hà Võ. 69 hai cái cho Kim Hiếu. Đủ không mà nhận dữ trời. Lên link comment sai rồi chị ơi. Đủ hàng không mà nhận gì tá lả từ lương hết trơn vậy. Chuyện phát comment sai luôn rồi chị ơi. Rồi xong chưa? Áo ngực 69 ngàn là được, nó có size 1 mà. Ghi size vô làm chi mấy bà. Xanh đen 57 cho Song Sinh. Xanh đen 57 cho Cẩm Nguyễn. Không chưa? Lên mấy cái siêu phẩm cái đi, lên hàng xã cho nha. Lên siêu phẩm cái, lên hàng xã. Bộ đồ riêng ai cũng ngóng. Giờ còn có mấy mẫu hả? Trời ơi. Ông tuyệt vời chưa? Ông 62 hai cái cho Tuyết Người. Đi đổ về, comment giùm em sọc đen 69 ngàn được hai cái à? Để em coi mẫu này còn màu nào nữa nhiều không. Sọc đen được hai cái nha mấy dạ, chị ơi. Dạ không có, nó chịu hoa bất tử ơi. Rồi em chả biết chịu bao nhiêu bộ. Mai chị gọi lại cho mấy đứa coi được bao nhiêu bộ. Còn Nguyên mới có bộ hồng 62 nha chị gọi ơi. Gọi lại số điện thoại hotline á. Nước rửa tay 49 ngàn ạ. Nước rửa tay 49. Em bán được một bộ hồng 62 chị ơi. Em bán mấy trăm luôn á. Em có 300 chai mà em bán mấy trăm rồi. Mà bây giờ nhà em vẫn còn trăm mấy 200 chai rồi. Mấy chị hiểu là em đi được bao nhiêu rồi đó. Em bán nhiều chứ em đi không được bao nhiêu hết trơn á. Tại vì mấy chị cứ mua nước rửa tay không mà mấy chị không mua khác. Rồi sao em đóng. Rồi comment giùm em Thảo ạ. Sọc xanh 69 ngàn rồi. Rồi sọc xanh 69 ngàn. Bán đâu mà bán, đưa mấy bộ bán hết đi. Để ngày mai lên hàng nữa khổ tôi. Rồi sơ mi sọc Liên Trần nè. Rồi cái này sọc xanh. Rồi với sọc đen. Rồi đó, cứ có mấy bộ vẫn đi vẫn lại ở trong đó là như còn luôn á. Rồi sập cho chị Tuệ Minh, nút rửa tay chị Thu Ba Nguyễn nè. Rồi sập chị Tuệ Minh. Rồi cảm ơn chị Thanh Nguyệt. Rồi hỏi đơn hàng gọi hotline giùm em, cảm ơn chị Hân Lê ạ. 62kg đổ về. Rồi trời ơi sao cứ đè lên livestream mà hỏi tôi đơn hàng vậy trời ơi. Trời ơi sập xanh chị Nhung Lưu. Rồi à, ngóng xinh. Rồi còn có mấy bộ à, đem hết xuống đây luôn đi. Rồi biết rồi. Hân Lê ơi, chị mua 616 dồn đơn cái ngày hôm nay nha chị Hân Lê ơi. Rồi vậy mà kêu mấy ngày nay trời đất sọc ơi. Sọc xanh cho Hoàng Liên. Rồi bộ xanh 60 ngàn luôn nè. Mà mua tối hôm qua và dồn đơn rồi sọc xanh vậy à. Mà kêu mấy ngày hôm nay. Bà thiệt cũng dữ dữ lắm nha.
À, comment vậy em biết đó này, sáng mà. Mai bên sẽ gọi điện thoại chốt đơn này chị ơi. Nói vậy rồi em la nhân viên em tội nghiệp nó không? Có mấy chị nhiều khi mấy chị mình suy nghĩ nói đỡ em đỡ la tụi nó nha mấy chị. Chứ em la quan uổng tụi nó mốt nó giận em hết. Nước rửa tay chị Thu Phạm luôn, ok. À, xong chưa? Bộ 60 cho Thảo Phạm. 52kg đổ về. Giờ tặng cho vui nè, 41.000. Rồi bộ 41.000. 41 mấy bộ? Rồi 41 được nhiêu đây hả? Rồi lên luôn bộ 41. 60 đâu ra mày? Có 1 bộ chứ đâu ra như mày. Rồi xanh em thảo hết trơn rồi. Trời ơi má ơi, còn bộ vàng nó dục. Khổ quá. Rồi bộ đen 41 luôn. Nước rửa tay cho chị Hồng Cẩm Nguyễn. Nước rửa tay cho chị Quỳnh Thắm. Bộ 41 chị Hoàng Anh. Bộ 41 chị Song Sinh. Hoa Cẩm Chướng, chị Thắm Phan. Rồi 41. Tại vì cái phơm này là cái hàng trẻ nên nó nhỏ, nó khoảng tầm 60kg là dữ rồi. Rồi chị Mai Lê 41. Chị 10 cao có đơn chưa? Mai Lê 10 cao có. Rồi ok, chị 10 cao cũng có luôn nha. Rồi còn bộ nữa. Rồi bộ giống vậy luôn, đen 41. Giống như thế luôn, đen 41 nha mấy chị ơi. Bộ 41 chị Trung Quỳnh. Rồi giờ là đen 41. Đen 41, đen 41. Len 41, len 41. Đen, 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 suy chữ đen vô nha. Đen cho chị Trang Mai nè. Trang Mai này nhận hàng chưa nè. Rồi đen 41. Nhiều đơn chưa nhận quá. Phao vậy, phao vậy. Đen chị Ngọc Liên Trần. Đen chị Hoàng Oanh. Rồi em đừng cho em rảnh, em rảnh em gì em bạ vô máy tính mà em ngồi em coi đơn hòa đơn mà không giao được là một hồi em không bán được, cứ lải nhải miết thôi, em không coi đơn, thậm chí em cũng thoát ra khỏi cái nhóm mà VNBox nữa mấy chị, em không coi luôn á, không sao không số điện thoại bỏ qua rồi. Rồi bộ xanh 53kg đổ về, bộ xanh 41, bộ xanh 41, bộ xanh 41. Bộ rêu 41. Xanh 41, rêu 41. Bộ tím 41 luôn. Đó, xanh tím nha. Đen chị Hoàng Liên nè. Đây, rồi, bộ này 3 bộ. Xanh 41 chị Ngọc Liên Trần. Mà em mới em bán là em tách biệt ra khỏi thế giới này, em không coi một cái gì hết, cứ bán tới giờ bán nhảy lên bán. Bán xong là khỏi đọc comment hôm nè. Em nói thiệt mấy chị, cho em 5 phút em ngồi em nói chuyện xàm đế đế, em đọc cho mấy chị nghe nhá. Rê 41 Phước Di Lâm Thị. Em đọc cho mấy chị nghe cái tin nhắn này, mấy chị không nghe buồn cười. Tím 41 cho Nga Nguyễn. Rồi em đọc vậy em hỏi mấy chị đúng hay sai nè. Trời, nhắn tin là má em mấy chị. Em tưởng đâu là em có thêm một bà mẹ nữa chứ. Mà mẹ em chẳng bao giờ nói chuyện như vậy. Má mẹ người ta thương con chứ. Đây đây, để tin nhắn của em Quỳnh gì đó đâu rồi. Nó chạy đâu mất tiêu rồi. Em đọc mấy chị nghe, cho mấy chị giải lao trong cái thời gian mà căng thẳng nha. Nha, cho mấy chị giải lao. Nhưng mà ở đâu rồi mấy chị, để em đi kiếm coi. À. Hả? À, có nghĩa là chị mua hàng, chị nhắn tin là chị muốn hủy hết đơn hàng trong trang á, thì em mới nói là ừ, để em kiếm đọc cho nghe, để cho mấy bà relax tí xí, mấy bà mua hàng nãy giờ chóng mặt nhức đầu rồi phải không. Em đọc cho nghe, Thảo mới thêm bà mẹ nữa rồi. Mà đáng là hồi xưa giờ em không đọc tin nhắn, mấy chị nhắn tin là em không có đọc được đâu, nên đừng nhắn tin cho em. Cứ gọi điện trên đầu nè, shop ở đâu ạ. À? Rồi em lấy lại lấy hàng, em mới nói là nhân viên nhà em trả lời là 37 đường số 1 này kia đúng không, cách bưu điện bà hôm này kia đúng không. Rồi nhắn tin shop ở Cần Thơ không hả, em ở Cần Thơ. Bên shop em trả lời là shop ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ấy trả lời là cảm ơn, em ấy tên là Tiên Huỳnh, tên rất đẹp ạ. Rồi cảm ơn shop, shop ơi em hủy đơn hàng này nhé, em hủy đơn hôm qua luôn nhé, thông cảm nhé, cảm ơn shop nhiều. Rồi tiếp theo bên em Thảo mới nhắn tin lại một câu là khách bơm, tại vì người ta hủy hai đơn hàng thì khách bơm. Em ấy nhắn tin lại là em nhắn nhầm bên shop bên kia, đơn hàng hôm qua chị vẫn gửi cho em nhé, vào hôm nay. Rồi em bên shop em trả lời shop em có ghi tên, sao nhắn tin nhầm được chị, mua hàng muốn hủy là hủy kỳ vậy chị. Đây nha, em đọc từng lời từng chữ nha.
giờ trả lời hồi nãy là trả lời là sai đơn hàng đúng không? Bây giờ trả lời ấy là hỏi sai sai gì? Hồi nãy là sai shop đúng không? Bây giờ trả lời là vì chiều tối chủ nhật em về địa chỉ mới, sợ nhận không kịp nên em hủy. Thì bên em mới hỏi nè, ủa vậy sao kêu lộn shop? Thì anh lại chối nha. À thôi thì chị cứ gửi hàng bình thường hôm qua bình thường đi ạ. Và đơn hôm nay. Cái bên nói là không, shop không dám bán hàng cho những người như vậy. Đây, shop không dám bán hàng cho chị đâu ạ. À, buồn tình chị lại hủy ạ. Em chào chị, chào chị ha. Rồi tiếp tục. Tại em có mua đồ bên shop bị ghiền nên em cho mua. Shop không bán cho mình nữa cũng không sao, cảm ơn, có nghĩa là hủy hai đơn. Nhưng mà khi mà báo cái tin nhắn này thì đơn hàng của chị đã được chốt thành công. Nên là nó qua bên khâu đóng hàng. Đóng hàng thì nó không để ý ai hết, ai nó cũng đóng. À, nên là nói không bán sao, nói không bán sao gửi đồ. Bên Thảo trả lời làm cho quá cũng gửi đồ, có nghĩa là shop em làm cho quá vấn đề lên mà sao vẫn gửi đồ đó. Rồi bên em mới nè, cái áo màu nâu có đặt đâu, ok chưa? Bên Thảo mới trả lời đơn lỡ gửi, chị nhận thì nhận, không nhận hoàn về. Rồi cái áo mình nâu mình không có đặt, sao bỏ vô cho mình? Bên em mới trả lời lại, chị chụp cái áo và mã hàng trên bill, shop sẽ kiểm tra cho chị xem chị có đặt hàng không. Vì chị nó nói là lúc mình đặt là mình đặt vào đuổi nâu. Em mới nói là chụp cái bill qua, chứ em không dựa vô lời nói thì không chụp bill ạ. Họ làm cái câu nói này nè, là em tức cái câu nói này nè. Làm cho quá chừng, làm cho quá cũng gửi đồ. Làm cho quá mua hàng nhà em, hủy đơn hàng nhà em. Đó, rồi mấy chị làm cho quá cũng gửi đồ, có nghĩa là shop Thảo làm rần rần nhưng mà thật ra là cũng phải cần khách hàng như vậy, những khách hàng không biết điều như vậy. Nhá. Trời ơi trời. Em đọc tin nhắn xong em nói bởi vậy, lâu lâu đọc tin mà đọc tin nào tin mấy nghe nhức đầu lắm, em thích đọc tin nhắn lắm. Hầu như không bao giờ em Thảo đọc tin nhắn. Tại vì khi đọc thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tâm trạng của mình. Nên là mình sẽ khó chịu với khách hàng, những khách hàng mà người ta không có lỗi. Mình lại khó chịu, đổ lên đầu người ta những cái câu nói nó không hay. Nên em né. Rồi thôi, giải lao vậy thôi, nãy giờ mất mấy trăm ngàn rồi đó. Tặng bộ jean cái nhờ. Mới 9:15 mà, thông thả đi. Tặng một bộ jean 95 ngàn, 62kg đổ về. Em nói thiệt với mấy chị, tiền không quý nha. Không quý tầm bậy tầm bạ đâu. Quý đồng tiền từ những người cho em tiền xứng đáng. Còn tiền đó, đó chứng minh cho em sai đi ạ. Bên Thảo có phần mềm mà chụp bill hàng là biết coi gửi đúng hay sai ạ. 62kg giùm em. Không kịp thế. Rồi chị Phan Minh. Hết luôn rồi ạ. Phan Minh bộ 95 ngàn. Rồi còn hai bộ 95 này sai nhiêu đây? Bộ riêng chị Nga Nguyễn nè. Ở nói thiệt mấy chị hoàng đơn thì mấy chị chịu thôi chứ. Giờ có nói gì chăng nữa thì cũng như vậy hết. Nhưng mà bản thân những người lớn mà biết suy nghĩ chứ, đúng không? Thì đậu xanh rồi hết bộ rinh. Hết sạch, hết sạch, hết sạch còn không? Nhìn coi bộ trên đó còn không? Hay là bộ yếm vậy? Đó rồi, đừng kêu em là người đẹp chị. Hết bộ rinh rồi. Chỗ phương nãy giờ em thấy mà. 63kg đổ về, hết hàng. 63-64kg đổ về. Trời ơi, lỡ mà có bự về bóp lại bỏ uổng. Bộ bạc 95 ngàn. Hết rồi, mấy cái này bơm biết đổ mà. Bộ bạc hết rồi. Bộ đó bộ gì vậy? Bộ đó bộ yếm rồi, coi trên kia coi còn bộ đậm không. Rồi. Bộ rim, bộ rim. Đó còn kìa. Cái bộ đậm á. Rồi, rồi đây 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 đây. Rồi bộ riêng cho chị Linh Lê Nguyễn. Kéo đâu. Rồi bộ riêng cho chị Linh Lê Nguyễn đi. Rồi Linh Lê Nguyễn nè. Đi nhà Nguyễn Trâm. Rồi Nguyễn Trâm nè. Đi cho Tiên Tiên. Chị Tiên Tiên nè. Đi cho Huỳnh Hương. Chị Huỳnh Hương nè. Tiên bạc cho Thủy Tiên. Rồi tiên bạc chị Thủy Tiên nè. Bạc cho Hoàng Bảo Yến. Bạc cho chị Hoàng Bảo Yến nè. Nè, màu đậm 95 còn nha mấy chị nha. Màu đậm 95 còn đó. Đây, đậm 95 em Thảo còn. Riêng bạc cho chị Liễu Trần nè. Bạc cho Đậu Xanh Phạm. Bạc cho chị Đậu Xanh Phạm nè. Rồi, bạc chị Đậu Xanh Phạm nè. Bạc cho Nguyễn Trâm nè.
cảm xin không có số điện thoại phải không? Cảm xin có số nhưng mà giờ mới có đơn. Giờ mới có đơn mua giùm em độ nữa, đủ đơn chị ơi. Cảm xin bạc 95. Rồi xong chưa? Cảm xin nhớ mua thêm một cái nữa nha chị ơi. Cái mẫu đậm con này mấy chị. Bộ này ghi là bộ riêng 95 thôi nha. Cái này ghi bộ riêng thôi. Rồi cuối cùng rồi phải không? Phía trên đó là bộ yếm đúng không? Thôi bộ yếm để mai mà đôi căng nó mặc. Nè, bộ này là ghi bộ đậm nè. Cảm ơn nữa chứ quỷ nghiệp. Đã mua đồ tôi phải cảm ơn bà chứ. Rồi, bộ này là bộ đậm. Cái bộ 95 là được rồi. Rồi, cáo ngực này size nhiêu đây? Cáo ngực không gọng hồi nãy nữa nè. Thôi, 34 hả? Rồi, 66.000 luôn đi. Được bao nhiêu cái? Rồi, bộ bạc em Thảo hết trơn rồi. Còn bộ đậm thôi à. Rồi, áo ngực 66.000 cho em Thảo. Size 34. Còn có nhiêu đây rồi hả? 34, 9 mấy rồi hả? Mấy ngày nay em like nhẹ nhàng đó mấy chị, em like không kịp thở đi. À, mấy nay em like rất nhẹ nhàng rồi. Có muốn em lên mấy cái đầm để hốt xác đem về chôn không? Có muốn em bảo lên mấy cái đầm siêu cấp cho mấy chị phê phê không? Rồi, áo 66.000. Áo 66.000, áo 66.000. 66 nè. Nga Nguyễn nhiều hàng lắm nha, 3-4 đơn hàng gì đó. Biết hàng nhà em chưa mà dám lấy nhiều vậy chị? Nhà em không có dịch vụ đồng kiểm nha, chắc chắn lấy hay mua ngang. Rồi, còn 5 cái này 66. Riêng chị Cẩm Sinh. Rồi, áo ngực chị Nguyễn Đăng có đơn đúng không? Rồi, Nga Nguyễn có rồi, đừng comment nữa. Rồi, xong chưa? Lên đầm hả? Cho cái cho mấy cái đầm lẻ lẻ ít lên trước đi. Rồi, ai lấy áo? Hai lấy áo ngực 66.000, size 34. Không lấy tôi lấy được mặt hết, đáng chịu. Một mình em giờ mặc cái này không à. Không chọn màu à. Rồi, hai áo ngực 66 chị Ngọc Mai Lê. Rồi, còn hai cái nữa. Rồi, xong chưa? Tiếp tục 53-54 kg đổ về bộ xanh. Ngày trước mua chung. Ồ vậy hả? Ừ, em sợ cũng không biết xuân. Hàng em mà dám mua nhiều vậy. Nguy hiểm lắm, lỡ em lừa sao? Rồi, bộ xanh đen 49.000 nè. Cẩm Sinh lấy thêm bộ 95 nè. Rồi, bộ đỏ chín. Bộ đỏ nhiêu? 4 mấy ngàn luôn nhờ, 49.000 đúng không? Bộ đen 49.000 luôn đi. Rồi, xin chưa? Quá trời. Không, riêng đậm 95. Rồi xong chưa? Riêng đậm 95 còn đó. Nè áo ngực cho chị nào nè. Lấy thêm bộ đậm cho chị Cẩm Sinh ơi. Rồi tặng. Ủa, là hai bộ hai màu nhá. Vớ này vớ kia còn không? Vớ lợi rẻ còn không? Xanh đen cho chị Liên Trần. Hai áo ngực cho chị Như Nguyễn nè. Đồ nhanh. Nhưng mà người ta không biết. Đó 49 cho Kim Lê. Rồi đưa đại vớ nè luôn đi. Vớ hồi nãy xe có 55 đúng không? Rồi đưa nhanh lên đây. Vớ này là 65.000. Bây giờ em Thảo còn 2 cục em sale mấy chị. Hồi trưa em sale nhưng mà chắc khả năng là còn 49 mấy chị ơi. Muốn mua nữa kỳ thiệt hả? Nhận sẽ mai bán cho. Hôm nay mạng yếu lắm, tối em không lên đâu. Tí em lên hàng xã cho mấy chị mua nha. Tí em Thảo lên hàng xã cho. Lấy chừng 5-7 cục hàng xã để trên ghế đây. Em sẽ xả hàng xã cho mấy chị. Tranh thủ mạng kém em xả hàng xã. Mai mạng khỏe rồi em lên hàng kia. Rồi Nguyễn Tiên gọi hotline để tụi nó coi đơn chị ơi, em không nhớ được. Em giờ lâu lắm rồi em không có lên đơn hàng cho mấy chị, em chẳng đóng hàng, em cũng chẳng nhìn đơn hàng của ai hết trơn. Em chỉ bán xong em nằm phè ra. Em nằm để em dưỡng sức em bán hai buổi cho mấy chị. Bấm thích like chim đi. 55.000 hàng xịn, nhớ giùm em nhé. Vớ xịn là nó có thêu cái chữ ở đây. Còn vớ mà vớ bình thường á, vớ mấy chị mua 50.000 ngoài chợ á là không có thêu chữ ở đây. Thì một tí em bán cho giá rẻ hơn. Bên gác có còn hàng không? Lớp ngoài em coi được gì hết à. Ở ai cũng vậy hết trơn á. Vớ 55 chị Thu Phạm mày chưa có chưa mà cha thích cứ lấy thêm về. Cái này để đi cho mấy chị đỡ nhức chân che nắng thì khỏi nói rồi nha, đúng không? Rồi nhận đơn đi. Rồi vớ cho Thu Phạm ok. Không chung đơn được nha mấy chị nha. Hỏi đơn hàng gọi hotline giùm em ạ. À. Rồi cho chị Song Sinh đi Trang Mai. Mấy chị ơi, đơn hàng của mấy chị là máy tính đó, nó quản lý mấy chị ơi. Thảo không quản lý được nên là phải gọi điện thoại, đọc số điện thoại. Nó mới coi được đơn hàng của mấy chị đi đâu, đến nơi nào. Rồi chị Hoàng Anh, chị Kim Hiếu, ok, chị Phúc Giai, Lâm Thị, em ok chị nè. Chứ bên nhà Thảo là không có nắm được đơn hàng, nhớ sao nhớ hết hàng được. Mấy chị nghĩ đi, mấy chị tưởng tượng đi. Nè cho tặng hai cái áo đỏ trước cái đã với chị Thảo Nguyễn nè. Rớ 20 đôi là cho Nguyễn Tiên. Có 20 đôi cho Nguyễn Tiên. Cũng tính 55 nhá. Giá đó là sỉ rồi. Quên. Cho cả cái mặt không cho quay mặt cái mặt lại. Rồi 62 kg đổ về áo đỏ 69.000 vải siêu đẹp.
áo đỏ được nha cái. Hai cái áo đỏ mấy bà già. Hai cái áo đỏ 69.000, để em coi còn màu gì em lên cho. Nè đủ màu nè, vui rồi cái trắng. 62kg mặc cũng vừa luôn. Giá này dạng lắm. Thêm vớ chị Kim Hiếu, để xíu em xuống cái vớ mà ở ngoài chợ bán với mấy chị 50 cho. Đó chị Thu bạn một em nè. Rồi xem chưa. 69 62kg. Rồi đỏ trắng với cam. Đỏ trắng và cam, đỏ trắng và cam. Đây vớ này đây. Vớ này ngoài chợ bán mấy chị nhiêu? 50. 50 là chắc là mấy chị phải mua mà 10, người ta mới bán 50, không người ta sẽ bán mấy chị là 10.000 một đôi. Rồi trắng đó chị Cẩm Tú Cầu. Xem chưa? Đỏ chị Linh Lê Nguyễn nè. Nhiêu xem chưa? Giờ đọc giá đừng bất ngờ nhé. Lên đó. 33.000. Vớ 33.000. Rồi, cái này nhận đơn đi, vớ 33.000. Cảm ơn chị Huyền Trân. Trắng cho Ngọc Hân nè. Đỏ em thảo hết rồi. Rồi trắng với cam. Trắng với cam cho Nguyễn Tiên. Rồi trắng cam Nguyễn Tiên. Rồi đưa cái cam, bộ cam tôi chưa lên mà mấy bà. Vớ 33, vớ 33 cứ comment giùm em nha. Tốt đấy. Vớ 33 ơi. Đưa màu đen lên luôn đi. Siêu phẩm mà phải lấy. Đơn giản thôi mà người ta gọi là siêu phẩm thì biết rồi. Rồi màu này là màu cam bò nha mấy chị. Đi cam đi cho nó dễ. Tới 9.000. À màu đỏ còn nhờ cho Nguyễn Tiên kìa. Nè đen cho Nguyễn Tiên với đỏ Nguyễn Tiên. Rồi cam đen. Cam 69 chị Lam Đoạn. Đúng không? Tự nhiên em lên một cái áo trơn. Quá trời người ta bán áo trơn mà để khách em khen là siêu phẩm. Vớ 33 có comment nha mấy chị ơi. Vớ 33 bên thấy nhận đơn và không đọc tên nha mấy chị ơi. Mấy hàng này thì em chỉ bán những áo trơn này, em chỉ bán hàng shop thôi, em không bán hàng chợ. Hàng chợ em bán có 35.000 thôi, khùng khùng bán 33.000. Cam như chị Phước Phan. Rồi vớ em nhận đơn em không đọc tên. Cam chị Cẩm Tú Cầu. Vô gọi collagen em hết trơn. Trời ơi. Em hết rồi. Ý là em không nhập dầu gọi collagen nữa, em chỉ nhập dầu xả collagen thôi. Dầu xả và dầu gọi bưởi em bán vậy đó. Lý do vì sao em bán như vậy đó là sự kết hợp tuyệt vời đó. 60, 62 ký đủ rồi. Cam 69 cho Phúc Phan. Đen 69.000. Rồi chuẩn bị lên hàng xả cho quý vị nha. Rồi đen chị Nga Nguyễn nè. Áo 69 thêm 5 cái. Thôi thêm đủ màu chứ mắc chi thêm 5 cái nữa. Rồi đưa cái nu đây. Rồi nè, trắng nè. Cam đen 69 nè. Cho Huỳnh Nguyên, Huỳnh Nguyên đen ơi, nhớ có chụp đủ đơn nha chị. Rồi ơi. Rồi cái nu đây cho Nguyễn Tiên luôn. Đơn này đơn cuối rồi đó mấy chị. Ba like rồi đó mấy mẹ. Ba like rồi đó, áo đen chị Thảo Nguyên nè. Gặp đơn mà tính có 30.000 tiền ship chứ mí. Rồi chị Huỳnh Nguyên đen nè. Chị Nga Nguyễn có đen rồi đúng không? Áo hồi trưa nữa hả? Bán áo hồi trưa xong tẩu quả nhập ma mấy chị, bệnh luôn tới giờ. Rồi Thủy Nguyễn. Rồi hết kem rồi em còn trắng với đen. Châu Mam bán xong áo hồi trưa giờ em bị tẩu quả nhập ma, giờ em bị ngơ người, em ngu rồi, em điên rồi. Đen cho Ngọc Hân nè. Thiệt điên thiệt luôn á, bán xong áo mặc áo em bé là khùng thiệt luôn á. Rồi đưa mấy cục hàng xả lên. Rồi đen Thanh Quốc có đơn hàng chưa? Bây giờ cuối livestream, đen chị Liên Trần. Rồi đen chị Liên Trần. Cho mấy cái áo khoác nha. Nha. Được không? Nước rửa tay chị Thanh Nguyễn nè. Hết nâu rồi, có không? Hết nâu rồi. Còn đen à. Trời ơi, bán sơ mi bé xong em chết luôn. Đi lấy hàng đi, bỏ đi. Có thuốc đó bà Phạm Ngọc nha. Mai cho mua bán thuốc chuột. Mai là bán cho liều thuốc chuột. Chị bá bệnh luôn nha. Ung thư cũng hết nữa. Hình như là có 5.000, 1.000 một liều thôi rồi. Hết, bệnh hết luôn, không có bệnh nào mà không hết trơn. Lấy áo khoác đi một tí rồi dán phía sau. Rồi xong chưa? Rồi còn trắng với đen thôi mấy chị à. Đen chị Nhung luôn. Lấy áo khoác hàng mới về á. Quỳnh Nguyên. Quỳnh Nguyên nước rửa tay ok. Trắng là cho Kim Miến. Còn trắng với đen thôi. Hết rồi. Còn trắng với đen thôi. Cái đó tôi tài trợ được. Rẻ tôi tài trợ. Tìm nguồn uy tín cho. Rồi xả collagen nhận tạm chị Thu Phạm. Rồi tâm chưa bộ vàng nè. 45.000 cho em 53 kg đổ về bộ vàng.
Rồi bộ vàng đơn hàng đã có địa chỉ, bên Thảo nhắn tin không có gọi điện, coi lại tin nhắn số điện thoại giùm em nha. Rồi vậy luôn á hả? Đơn hàng đã có địa chỉ bên em sẽ nhắn tin chốt đơn cho mấy đứa hả? Nhưng mà bán dễ bị khùng quá à. Bộ đen 45.000, bộ vàng 45.000 cho em, 53 kg đổ về. Đưa cái áo nu đây cho em anh. Đưa cái áo battery nu đi. Vàng 45 chị Thu Phạm. Rồi còn bộ gì nữa đó? Bộ đen nữa. Khổ lắm luôn á. Bán lỗ mà cứ ham lấy cơ. Bán lỗ mà cứ ham lấy, đầm cũng đẹp. Trưa mai là mua đầm ngang. Trưa mai có con bé nó mặc thử đầm cho mấy chị thì nó sẽ dễ hơn. Tại vì đầm á, canh ký nó đúng hơn. Rồi xin chào quý vị. Nè cái áo nè. Trời ơi nhận về một cơn mưa lời khen. Mấy chị có thể dò lại trang fanpage của nhà em Thảo à. 62-61kg đổ về. Áo mặc gì ạ? 149.000 nu. Đúng chưa à? Đầu tiên rồi đó nha, suy nghĩ từ hồi đầu live tới cuối live bây giờ mới ra hàng đó. Suy nghĩ từ đầu live tới giờ đó. Rồi comment liền giùm em, phát nu 149 ngày mai có luôn nữa mấy chị. Vậy là Thảo an tâm rồi đó, từ giờ cho tới lúc mà hàng mà không có hàng là em Thảo đã đủ hàng để trữ cho mấy chị rồi. Một ngày em bán mấy trăm thì em đã nhập cho mấy chị mấy vạn hàng rồi, đủ hàng để chia trong mấy tháng luôn, 2-3 tháng luôn á. À, comment giùm em ạ, phát nu 149 à. Nhận về đừng xỉu nha mấy chị nha. Còn nếu mà sợ thì phát ra đọc cái fanpage của khách hàng á. Em chưa hỏi gì về áo khoác hết trơn á nha. Mà người ta đã đăng bài, người ta đã, thậm chí nha, những cái khách hàng mà người ta trực tiếp, người ta đăng fanpage lên cái trang của em á, thì phải có sự đồng ý của em Thảo thì nó mới hiện lên trang. Em Thảo chưa đồng ý ai đâu mấy chị. Thế là mấy cái đó Thảo nghĩ không nên đem lên nó thành cái gì đó khoe khoang không hay. À, em chỉ nói chủ đen 45 cho Khang Minh. Có thể quan sát lại là mấy chị sẽ biết. Rồi, phát 149 nu chị Tường Vi. Rồi ai lấy 149 nu nữa? Tại vì cảm nhận của từng người sẽ khác nhau ha. Đẹp, em đẹp ở giới hạn 100-200 ngàn. Có nhiều người hy vọng mà nó vài trăm ngàn, 500-600 ngàn bạc thì hàng Thảo không phục vụ tới được cái giá đó nha mấy chị nha. Rồi phát nu là cho chị Hồng Hồ. Nhiều khi khen quá nó cũng không hay, mà chơi thì không ai dám mua. Khen ở mức độ giá cả nha. Ví dụ như em có thể tiết kiệm cho mấy chị 5-70, chứ không thể nào tiết kiệm cho mấy chị 300.000 một sản phẩm. Phải để cho nhà may có tiền lời. Nhà may cũng không ai lời mấy chị 500.000 một bộ cả. Rồi, không xem được hả? Mai 52-54kg đổ về. Bộ xanh 49.000. Sao mà cứ ai cũng không xem được vậy. Rồi bộ xanh này 53-55kg đổ về. Hai bộ này em lấy bằng giá luôn nhé, cho nó dễ luôn. Rồi bây giờ lên hàng xã nha. Không coi được thì lên hàng xã chứ biết sao bây giờ. Đúng không mấy chị, không coi được thì em lên hàng xã nhé. Xanh 45 cho chị nào vậy? Xanh 49 cho Ngọc Liên Trần. Rồi ok Ngọc Liên Trần. Xanh 49 cho Nguyễn Châu. Rồi ok. Rồi 53kg đổ về. Bộ đỏ 45.000 luôn. Bộ đùi nha mấy chị. Bộ riêu 45.000 luôn. Bộ đỏ với bộ riêu 45.000 luôn. Rồi cái quần bán mấy chị 59.000. Bây giờ em bắt đầu em xả cái hàng bên shop em ấy nha. Đưa quần tím nó luôn. Rồi 55kg đổ về. Nhìn cái quần. Comment giùm em quần 59.000. Rồi quần 59.000. Bộ đỏ của ai vậy? Nè quần trội giải. Rồi 55kg đổ về, quần tím 59.000 luôn. Rồi. Nhìn sướng không? Rồi 45 cho Như Phạm. Đỏ 45 cho Sanh Na Thúy, Sanh Na Thúy sẽ nhận hàng à chị ơi. Rồi xin chưa vừa vừa thôi, không lấy được nè, gãy luôn bây giờ. Chậm lên thôi chứ mấy cái. Rồi xin chưa. Rồi. Tăng chưa? Quần 59 cho Nguyễn Huyền. Rồi quần tím. 59 là quần đầu, còn mã sau là quần tím. 55kg đổ về, comment giùm em áo phi 59.000. Áo đen 59.000. 60kg đổ về. Áo phi 59, áo đen 59. Đó, hàng 80 giờ đem ra bán hết. Vàng 60-62kg đổ về. Như Phạm. Vàng 59.000, em chịu bán vậy luôn nha mấy chị.
Vừa lòng chưa ạ? 55-57kg đổ về, trắng 59 nha. Em lấy cho nó đủ màu luôn, cho dễ. Đen rồi phải không? À, màu đỏ chưa có nè. Đỏ là cái gì? Ui trời ơi. Đỏ là áo mặc to ha mấy chị ha. Rồi 80.000 đó. 55kg đổ về. Comment giùm em von đỏ 59.000. Tím 59 em thảo hết rồi. Đó. Rồi xong, để qua cái phân ba bỏ xanh nữa này. Áo beo xanh nè. Áo đen cho chị Huỳnh Nguyên. Áo vàng cho Kim Yến nè. Nè cái màu vàng này của Kim Yến nè. Rồi, đỏ 59 cho chị Nguyễn Huyền. Còn một cái trắng nữa. Rồi, cái này là xanh đi ha. 62kg đổ về, xanh 59.000. Vàng hết rồi, còn trắng mới xanh. Rồi, để xíu qua cơn đó các bạn. À, Kim Yến tranh thủ lấy sơ mi này. Này gì đây? Bộ đen còn 3 bộ. Trắng 59 hết rồi. Còn trắng với xanh. Trắng 59 cho Ngọc Hân. Trắng 59 cho Ngọc Hân. Rồi còn cái xanh á, xanh con bố đó. Con đỏ hết rồi. Để tí em làm lượt nữa nha. Tại vì nó tùm lum mẫu nữa mà giờ đọc nhiều mã quá sợ rối, nên là cứ lướt qua đi rồi tí em quay đầu lại thêm mấy mã nữa. Rồi 52kg đổ về, comment giùm em bộ lụa to tầm chứ lộn. Rồi 39.000 luôn đi. Nó cuối livestream 2 bộ 39.000. Xong chưa? Tiếp tục nè, tranh thủ lấy sơ mi nè bà Yến già. Xanh 59 cho Út lại. Cái nữa. Xanh 59 cho Út nè. Rồi kế tiếp nè. Này một cái bị bơm. Cái này bị bơm ở dưới có bo nha, sơ mi ăn đông á. Rồi comment giùm em áo ruốc 55kg đổ về 69.000. Ruốc 69.000. Rồi còn bộ hồng nữa. Đen 39 xanh là Thúy. Rồi đen 39 cho chị Nga Nguyễn. Nga Nguyễn hết rồi. Ở len nữa cả khắc lên chưa lên luôn á. Thì có khủng hoảng được. 55kg đổ về, comment giùm em bộ hồng. Bộ hồng này dài nha. Rồi 42.000 cho em. À, gần 20 lần đúng quỷ không. Trưa mai vô. Trưa mai vô. Nè lên hàng hot nè cho lựa nè. Lên hàng hot cho lựa, lên hàng hot cho lựa nè. Rút cho Nguyễn Tiên. Đó, sơ mi ăn đông nó mất tiền rồi mà nó còn theo nữa. 55kg đổ về, vàng 69.000. Cái này xăng tay áo lên đẹp hơn. Rồi vàng 69.000 cho em Thảo nè. Rút hết rồi. Hết rút rồi. Vàng được hai thằng vàng. Hồng bộ hồng 42 cho Song Sinh. Rồi hai thằng vàng. Một thằng gieo. Hồng hết rồi, hồng hết rồi. Để lên từ từ cho sướng đời nè. Bây giờ ít người em lên từ từ cho. Hồng hết rồi. Vàng 69 à, rêu 69 à. 55kg đổ về. Nó chứ ai. Kiều Trang, ok. Vàng 69. Rồi rêu 69. Nó thành phố Hồ Chí Minh mua rồi mấy chị. Mơ đi. Nắng hoài. Mà thiệt á, nói thiệt á, rú trong nhà không mưa nắng gì cũng tệ đời. Giờ em toàn ở nhà không có đi đâu đâu. À, đuổi đi hả? Hoàng 69 cho chị Hoàng. Đuổi tao bán tao nhức đầu quá. Rồi em bán đuổi xong em nổ não mấy chị. Bán đuổi đồ bé xong em bị khùng á. Tại vì toàn hàng xả ê. Xả bán cực lắm. Rồi hết vàng rồi còn rêu. Rồi trắng ha, theo trực tiếp luôn. Rêu cho Nguyễn Tiên nè. Rồi trắng nè. Vàng hết rồi mấy bà nội. Vàng hết rồi em bị ở nóng nữa nè. Rêu cho chị Thúy My có đơn chưa? Giờ mới có đơn em nhận không được chị. Hai trắng cho Nguyễn Tiên nè. Tại vì bây giờ em kết like rồi. Mai vô mua đây. Mai đơn mới. Rồi giờ em bán cho mấy chị cho có đơn hàng cái đã. Rêu thảo hết rồi. Rồi màu đỏ này là tay ngắn nha. Đỏ 69.000 giống như vậy luôn. Nhưng mà khác là đỏ tay ngắn. Rồi comment giùm em mã đỏ nè. Nè rêu còn cái nha. Rêu Nguyễn Tiên nè. Rồi trắng em thảo hết chưa. Rồi lên đen luôn hả. Lên mấy cái sơ mi cho mấy bà lựa cho sướng. Trắng thảo hết trơn rồi. Mạng chậm đó mấy chị. Chứ thật ra là em bán mỗi mã cách nhau chắc cũng phải một hồi á. Đen. Rồi đen 69. Trắng hết rồi.
Đó, chị Diễm bỏ có đơn chưa? Rồi. Rồi đen. Rồi đen 69 ba thằng. Dạo này em ngồi nè, em không có đứng em làm tùm nữa. Không có đứng không có sung nữa. Nên là sức khỏe đủ để like. Cái bình thường á không có đủ sức khỏe để like mấy tiếng như thế này đâu. Em có đặt nước rửa tay. Không, phải có đơn hàng người Thảo mới nhận nước rửa tay sau. Nó hơi khó như vậy lắm. Rồi cẩm Thúy Huỳnh này màu đen nè, ok. Nè lấy cái đen này đi. Em theo nha. Rồi lên tiếp Sammy. Ủa nó lên hàng xã mà tự nhiên em lên Sammy vậy trời. Rồi lấy cái màu đen nè. Rồi lấy vài cục hàng xã. Có với cái mấy cái đầm hàng xã đó. Đem mấy cái đầm lẻ lẻ ra bên đây luôn đi. Rồi với đen chị đậu xanh mà hết rồi. Nè cái miếng lấy đủ màu đi nè. Vải nè. Nhìn kỹ vải ạ. Thấy chưa mấy chị? 55-56kg đổ về. Comment dùm em xanh 69.000. Whatever nha. Vẫn nhìn mệt ha mấy chị hả? 55-56-57kg đổ về. Xanh 69.000. Chị Quỳnh Như đừng chấm, đừng chấm. Rồi được 3 cái xanh. Rồi mấy cái vàng. Được 3-4-5-6-7 cái 8 cái vàng. 55kg đổ về. Vàng 69.000. Đừng chấm mấy chị nha, để cho nó comment thật để em biết đường em mò. Rồi, xét thể thao xả hả? Chưa xả được đâu. Đã cột lại đâu mà. Rồi, lên đóng hàng xả cho nè. Với lại lấy cho cây bộ đuổi luôn, ngày xả một cây đi. Xả nhiều quá bị điên á. Xả nhiều quá là bị khùng lắm mấy chị. Rồi, xong chưa? Kế tiếp. Từ từ. Mấy chị hay không phải là thánh đâu, em như xả cùng một lúc được của mấy chị à. Rồi lên cái sơ mi nè, 59.000. 53-54kg đổ về. Vàng cho Nguyễn Tiên nè. Rồi xong chưa, sơ mi. Comment dùm em sơ mi sập 59.000. Mấy cái hàng này là hàng bình thường luôn. Rồi xanh cho chị Thùy. Ủa cái gì vậy, xanh 69 cho chị Thùy Dương Thái. Rồi vàng là cho chị Hoàng Liên nè. Vàng cho chị Hoàng Liên là hết vàng, hết xanh luôn rồi. Hết vàng rồi. Còn cái xanh. Sao bà này uống hay nghe mùi dầu gió vậy trời. Còn xanh hết vàng. Rồi sơ mi bơm 59.000. Rồi sơ mi vàng bơm luôn 59.000 luôn. 59.000 luôn. 53-55kg đổ về. Mấy triệu luôn hả? Rồi vàng 59.000. Nói rồi, khách mới không mua thôi. Mua rồi phải quay lại mua mà. Rồi quần này là size 29, bữa bán mà nay bị bơm nhẹ. Size 29 nha, tặng 19.000. Cảm ơn dùm em Thảo là quần 19.000. Sơ mi sập cho chị Hoàng Liên. Rồi trắng 69 là cho Nguyễn Tiên nè. Sơ mi sập cho Hoàng Liên nè. Sập là đó. Rồi quần 19.000. Vàng 59 là cho chị Cẩm Nguyễn. Ừ mai đặt em. Mai đặt. Nè quần hôm qua bơm nè, 19.000. 52kg đổ về. Rồi quần dài 19 đi nha mấy chị. Quần 19 là cho chị Khang. Ủa cho chị Nguyễn Huyền. Rồi quần này cái quần dài 19. Rồi áo đỏ 59.000. Rồi 60kg đổ về. Áo đỏ 59.000. Cái này là mới bơm. Rồi sơ mi hồng 59.000 luôn. Hàng bơm nên em xả hết. 55kg đổ về, sơ mi tisa 59.000. Rồi này hồng nữa đâu. Rồi cái này là cái gì? Von xanh, quần dài của ai vậy? Von xanh, ủa đẹp quá. Von dài 19 cho Phạm 55-57kg đổ về, đính hộp, tay cánh dơi. Von xanh 59.000. DT trắng nè. Rồi sơ mi 59 là của Huyền Trân. Sơ mi 59 của Huyền Trân. Rồi giờ muốn thục mắt luôn rồi nè mấy bà. Rồi con xanh 59 là Như Nguyễn. Như Nguyễn. Rồi còn cái đỏ 59 còn không? Còn. Đó thấy chưa? Bán hàng xã thấy khổ chưa? DT 59.000. 65kg đổ về. Cảm ơn giùm em DT 59.000. Rồi đúng chưa? Trời ơi.
hồng 59.000, 57kg đổ về. Tista. Rồi, hồng 59.000. Rồi, đỏ đô 59.000 luôn, đó. Tất cả đều là hàng cao tiền, sale xuống ha mấy chị, không phải sale xuống mà bơm nên em xả như vậy. Von hồng là cho chị Phúc Phan. Đỏ đô 59.000. DT cho chị Ngang Nguyễn. Mà rẻ nó sao giờ nguyên đóng hồng vậy? Sao vậy hả? Nghĩ nha. Rồi một cái áo thun xuất khẩu bán với chị 19.000. Dạy tay nha. Rồi cảm ơn dùm em xanh đen 19.000, 60kg đổ về. Rồi đầm đỏ. Giờ tay em có gì là em bập cái đó nha mấy chị. Chứ giờ em nhớ hết nổi rồi. Ở bên đó có đầm nào nữa không? Cây ít ít á. Cái hàng mới về có cái nào mà cây ít ít không? Rồi tiếp theo chưa các đồng chí. Đầm đỏ 55kg đổ về. Cái này cực đẹp luôn. Cổ nó hơi rộng một xíu. Đầm đỏ 85.000 luôn. 55kg đổ về. Đầm đỏ 85.000. Rồi đang đóng đồ bộ nữa nè ông nội ơi. Nhưng mà quan trọng nó giống nhau như vậy. Rồi giống nhau nè. Xanh đen hết chưa? Hết rồi. Rồi kế tiếp. Rồi đỡ. Giờ đổ đi một ca hát gì vậy trời. Xanh đen 19 cho chị Song Sinh. Giờ mà ca. Đầm đỏ 85 cho Kim Tuyền. Giờ lên bộ đuổi nha. Còn mấy bộ đuổi kia mai lên tiếp. Đuổi đỏ 53, 54. 53, 54kg đổ về. Comment giùm em bộ đỏ 60.000. Cái đó là nguyên cây hay sao vậy? Bộ đỏ 60.000. Để được bao nhiêu bộ đỏ? À, bộ đỏ 60.000. Trời má ơi, nó không giống kiểu mấy chị ơi. Chưa, bộ đỏ 60.000. Bộ tím 60.000. Bộ đỏ nè, bộ tím nè. 60.000 luôn. Rồi, bộ đỏ 60 chị Cẩm Nguyễn, bộ tím 60. Rồi giống như vậy luôn, bộ cam 60 luôn nha. Rồi bộ rêu, và bộ rêu khác mẫu nè. Hai bộ cho Ngọc Thân. Là bộ đỏ với bộ tím á, vậy là còn bộ cam. Rồi, bộ riêu 55kg đổ về. Bộ riêu 75.000. Giá sỉ người ta 75 rồi đó. Rồi, bộ riêu 75.000. Rồi, tiếp. Nãy gì đây? 62kg đổ về. Cho Như Nguyễn. Rồi, bộ ruốc bán 75.000 luôn nha. Rồi, bộ ruốc 75.000. Nãy gì đây? Rồi, bộ riêu 75.000 luôn. Ruốc và riêu 75.000. 60kg đổ về. Ruốc riêu 75.000. Mày qua mấy chị ơi, nó còn ca nữa. Ừ. Nguyễn Hoàng có đơn chưa? Dầu sao bóp thì comment dầu sao bóp 45. Đồ bộ. Đồ bộ phải không? Rồi. Lên tiếp, đồ bộ, đồ bộ, đồ bộ. Trời ơi, giải đẹp nè. Riêu 75 cho Như Nguyễn. Cuối livestream mà lên hàng như thế này thôi. Áo phơm dài, tay là tay phòng nha quý vị. Ruốc 75 cho chị Phúc Phan. Quần ạ. Nghe nói giá nha. 3 người được mua 89.000. 55kg đổ về. Comment giùm em bộ. Ôi cái này 6 mua thôi. Báo 55 thôi nha. Trừ hao. Được chưa? Rồi bộ nu tặng cho 3 chị ạ. Có 3 người được thôi. Ôi 89.000 chứ lộn hả? 89. Chị xanh Na Phí. Chị Phúc Phan. Còn bộ nữa. Đẹp không? Mai lên cho. Mai mạng khỏe lên nhiều cho. Hôm nay mạng yếu lắm. Đo riêu hết rồi. Đúng chưa? Bộ đỏ 55-57kg. Bộ chị 4. Chị 4 có đơn chưa? Rồi. Rồi bộ đỏ bán cho mấy chị là 60.000.
Bộ đỏ 60.000. Đang nằm nu. Nu hết rồi. Rồi lên một thằng đầm nu. Tặng mấy chị 79.000, 55kg đổ về. Hai lớp nha, hai lớp nha, bên trong bên ngoài luôn. Đầm nu 79.000, 55kg đổ về. Nu 79.000. Được hai thằng. Đỏ 60 cho Lê Trúc. Đỏ 60 cho Lê Trúc. Nè còn mấy set mấy màu nữa đây nè. Em tưởng đâu có cái gì đây? Cái đèn. Rồi lên set nha, set 89 nha. 89 giống hồi nãy á, mà kèm màu cho em Thảo nha. Rồi, có đọc tên là có, giờ gọi lại là không nhớ nổi rồi. Chịu có cái áo không đã sướng đời lắm rồi đó mấy chị. Có đây chị Như Nguyễn ơi. Đầm nu chị Nga Nguyễn. Mà có một cái à chị ơi. Hồi xưa giờ em Thảo có bán đầm bầu đâu mà hỏi đầm bầu còn không. Thảo có bầu có con á chứ không ít khi nào bán đồ bé, chứ lại bán đồ bầu lắm, không thích bán. Đầm nu hết rồi. Xong chưa mấy chị, 55kg đổ về. Cái bộ như thế này mà con Thảo bán 89.000 à. Rồi bộ đen 89.000. Hai bộ đen, hai bộ đen. Bộ nu xong chưa? Nu, làm nu hết rồi, làm nu hết rồi. Rồi hai bộ đen 89.000. Đây, trời ơi mấy chị coi nè. Nè bộ này là bộ hồng này, hồng 89 nè. Rồi mã cuối cùng rồi đó, rồi về đóng cửa lại đi. Phía sau á, bộ đen cho chị Phan Kim Quyên nè. Ồ cái này mà hàng order mắc tiền lắm luôn mà vải không được như thế này đâu. Hàng order mấy chị. Bộ đỏ cho Huy Bảo Già. Bộ hồng 89.000. Nãy suy nghĩ like không like, like không like, like không like. Mà like rồi là không ngưng lại được. Có ông bầu nào mà like ngày 2 buổi nghe em hết trơn. Ta like ngày 1 buổi là người bình thường cũng like ngày 1 buổi. Còn mình em like ngày 2 buổi đó. Có Út Lạnh nè, Út Lạnh bộ đen nè. Chị Tú Chinh Nguyễn bộ hồng nè. Thiệt mà sao nó ghiền dữ vậy em biết nữa, em ghiền bán luôn á. Nhiều khi lấy đồ đẹp về mấy chị mê bán cực kỳ. Rồi hết rồi, còn bộ hồng thôi. Chị Phan Kim Quyên luôn. Không có đơn mua gì bà có nội. Tự nhiên hỏi không có đơn mua được không. Mai mua đi má ơi. Trời ơi cái giải. Đồ bé xin lỗi bán không được luôn á. Thiệt á. Bán hồi luôn. Bảo quả nhập ma luôn. Cho em tỉnh táo trưa mai em lên cho mấy chị lô ốc khoát. Mấy chị không cho em Thảo tỉnh mà mấy chị giết em chết. Thiệt á. Giờ mà nói quá ngày mai nín nói rồi sao. Người ta lên hàng được đây. Biết là mấy chị cũng ghiền như em. Em cũng ghiền bán nè. Em cũng ghiền bán lắm luôn á. Giống như là mê á. Giờ không còn gọi là kiếm tiền thì đúng là kiếm tiền thiệt. Nhiều lúc thiệt sự là mê. Mê không lên không được. Bộ hồng hết rồi. Rồi hai bộ trắng cúng cùi đó. Áo nam cũng hết hàng luôn. Áo nam nó size nhiêu vậy? Đưa 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 cái cây áo nam còn cục đó đó. M M hả? Đưa đây đi. Nè bộ trắng 89.000. Áo nam bán người ta cũng khen. Đồ em bé cũng khen mà giờ sao. Áo nam còn một cái đỏ size M nè. Size M. Ba cái size M áo nam. Trắng chị Tú Chinh Nguyễn. Xem gì bán luôn rồi, xem gì nữa. Đừng coi hình nhà em, coi để cho ghiền thôi. Em mê xem luôn Phan Kim Quyên ở Long Sơn. Rồi, nói Long Sơn mà chứ có ai người Long Sơn chắc. Chừng mấy người biết tới em thôi. Em đi lên Sài Gòn này 10 năm rồi. Người thành phố cũng không ai biết em mà người Long Sơn người ta cũng quên em luôn rồi. Xịp nam 22 ngàn một cái nè chị ơi. Nó giống như là đi Mỹ á. Rồi mình xịp 22 kèm số lượng. Giống như đi Mỹ đó mấy chị, tiếng Mỹ thì chưa biết mà tiếng Việt cũng quên hết rồi. Trùng tên luôn á Thảo, đặt có khi không, không thể nhầm được, bên em làm đơn bằng hệ thống mà. Thì em đọc theo em 1m6 mà. Lúc nào em cũng lấy theo cơ địa của em để em canh mà. Áo nam mà. Size không nhầm đấy chị Như Nguyễn ơi, chị chưa mua được cái gì ạ? Chị ở Trà Vinh phải không? Size M 65-67kg đổ về.
hết hàng hết sạch sẽ luôn rồi, hồi nãy em có liên hệ rồi. Anh nói là để ghép lại để may nhưng mà sẽ không đủ size. May nhưng không đủ size nữa. Nhưng mà không biết may được cái kiểu gì thì không biết, tại vì hình in thì mình quyết định được. Còn vải là không quyết định được, vải còn một mớ nhưng mà không biết màu gì luôn. Anh nói tối hẹn nay tối nay về xưởng anh coi rồi anh báo lại cho em. Giờ Long Sơn chị cũng biết ai đâu. Đi nhiều quá rồi quên. Dạ chị An An ơi, ngày mai kia lấy giùm em ấy chị ơi. Đi nhiều quá rồi giờ người ta cũng không biết mình, mình cũng không biết ai luôn. Không, thả mở Bà Rịa. Ở chỗ khác. Lắc Nam Dì Lam Đoàn ở Long Sơn. Thủ phủ của Hào. Rồi chị Thùy Dương Thái. Em nói đi cắt kiến mà còn chưa có cắt được đây. Chị Thùy Dương Thái 2 cái. Cắt cũ rồi. Rồi chị Lam Đoàn 5 cái. Biết còn không mà nhận cho cố điểm vô vậy trời trời. Rồi áo nam 85.000. Để mai em coi còn mẫu nào em về luôn lúc em bán cho. Rồi giờ em chốt đơn mấy chị à. Mấy chị yên tâm, giờ có 100 người tên giống mấy chị. Giống dấu cũng được, giống từng dấu cắt cũng được, giống địa chỉ cũng được, mà miễn hai người là Như Nguyễn, hai người khác nhau là nó sẽ ra hai đơn hàng. Miễn sao là hai Facebook là hai đơn hàng. Mấy đơn link Facebook cho mấy chị Facebook ơi. Là 10 đơn hàng. Không có quản lý theo tên à. Mấy chị có đặt tên của mấy chị là Facebook 123 đi chăng nữa thì bên em vẫn biết được đó là chị nào, địa chỉ ở đâu, số điện thoại bao nhiêu. À, nó đi theo đường link á mấy chị. Có nghĩa là ví dụ như em là dù là bỏ thì Thảo, mấy chị cũng là bỏ Thảo đúng không? Nhưng em là con của người khác, mấy chị là con của người khác, nó sẽ ra hai cái. Trời ơi, có mấy cái sang mờ lên sang lờ quánh chết. Giờ nghỉ nha, hẹn gặp lại mấy chị trưa mai. Giờ nói hoài là một mai không bán nổi đâu. Mai em lên cho. Buổi tối mạng yếu quá. Rồi bye bye, hẹn gặp lại vào ngày mơ. Lót cho chị Tuyết Nhung còn được không? Cái xe mờ cái áo mặt đẹp sao không ấy? Cái xe mờ mặt đẹp. Lót nam cho chị Tuyền Thanh hai cái nữa kìa. Cái gì đó. Em tên là Thảo, chị Lê Xuân Thảo ơi, trùng tên với chị. Có thể xưng em là em cũng được. Em xưng với mấy chị thì dạ thưa đàng hoàng tử tế lắm đó. Thì có nhiều người hỏi em chống không buồn ghê á. Biết là không có ý xấu thiệt. Hết L rồi chị Huyền Trân ơi. Còn em vào 1X thôi chị ơi. Đúng là buôn bán thiệt. Nhưng mà mấy chị thấy em livestream một cách gọi là thoải mái nhất và thân thiện nhất không? Nên là mình ví dụ như không phải là dạ rồi bởi em nhận tạm nha chị Minh Nguyễn ơi. Khi mà em nói chuyện với mấy chị em cũng dạ còn mấy em mới giao nha chị ơi. Đầy đủ ha, em xưng mấy chị. Có mấy chị quen lắm thì em hay kêu mụ này mụ kia cho vui thôi. Chứ thật ra đó là một sự tôn trọng. Lót nam 5 cái cho Nguyễn Thị Loan. Nên khi mấy chị hỏi ai, mấy chị hỏi thêm chữ em, thêm chữ chị. Ví dụ như em nhỏ hơn mấy chị thì mấy chị xưng là chị. Còn dạ một ít có nha chị Kiều Trang ơi. Em lớn hơn mấy chị nhìn mặt em mấy chị biết em bao nhiêu tuổi mà. Thì xưng em là em, đúng không? Vậy cho nó vui, dù không mua đồ cũng vui, giải trí mà. Mình vô nhà người ta mình nói trống không, cái người nghe họ khó chịu lắm luôn. Em nói chuyện mấy chị làm xưng hô rất đàng hoàng tử tế. Có những người họ vô họ chửi mắng mình thì mình không nói nha. Thậm chí không vô mua đồ cũng xưng đàng hoàng tử tế nữa, đúng không? Không vô mua đồ thì nói chuyện. Nước màu còn đó chị ơi. Nước màu mấy hai bữa nó bán cho. Bữa giờ không có ở không chiếc ra. Sai một ít cho chị làm Kiều Trang. Làm biến chứ không phải làm ở không. Bữa giờ ở không lắm mà làm biến. Nước màu mấy ngày nữa em chiếc ra rồi em bán cho. Đó chai nước màu là được mấy cái đồng bạc. Cũng ngồi đó mà chiếc từng cái. Chiếc mấy tiếng đồng hồ á, 3-4 tiếng đồng hồ mới xong á. 100 chai là ngồi tiếc phải tầm tiếng tiếng rưỡi. Chiếc lâu lắm tại nó đậm đặc lắm. Trời mưa này dễ bệnh lắm á. Mưa đầu mùa. Nghỉ nha. Đỡ nóng nữa rồi. Trời đất ơi. Em Thảo chưa 18 chị ơi. Em xả được không? Quỷ nguyên đơn của chị Quỳnh Sang Lê đi. Mấy mốt đi. Quỳnh Sang Lê mua không có ít đâu.
đọc dùm những sản phẩm của chị Quỳnh Sang Lê. Set 116. Set 116 1. Hồng 62. 2 món. Đen 59. 3 món. Quát 109. 4 món. Quỳnh 36. 5 món. Đen 79. 6 món. 9 với 33. 8 món. Mua 8 món xong giờ em vừa xả. Mày kêu cười với chị hoặc là lịch sự với chị làm sao đây? Giờ không lẽ em cười, ừ chị xả cho em. Không lẽ em chữ. Nè nói chuyện với em nè. Chị xả được không chị? Để gì em xả được không chị? Nó sợ không vừa. Thì giờ mấy chị người ta nói lịch sự vậy nhưng mà người ta xả đơn rồi. Giờ em biết chửi hay là biết mắng hay là biết nói yêu. Đó mấy chị thấy không? Thì muốn chị muốn hủy hủy chứ giờ em làm gì chị bây giờ? Trời ơi nghỉ nè. Tức ghê hả chị ạ? Không tức. Nói chung không không cảm giác. Không buồn không vui. Bởi vì mấy chị nói chuyện lịch sự với Thảo thì Thảo quyền gì Thảo nạt nộ là mấy chị đúng không? Thảo không có quyền Thảo nạt nộ mấy chị. Mấy chị xả đơn mấy chị đừng nói chuyện lịch sự thì em ngậm ngùi em chấp nhận thôi. Còn ví dụ như bây giờ mấy chị nói những cái câu không hay á thì em mới nói nặng lại được đúng không? Ổ lắm. Mấy món mai gọi điện thoại đọc cho mệt nhiều quá. Giờ sao đọc được? Thân Lê này giống ở quận nhất quá vậy. Anh Lê này chưa có số điện thoại, chưa có địa chỉ. Chưa địa chỉ là khách mới à? Khách mới cứ miễn sao mấy chị có số điện thoại là mấy chị liên hệ với shop em được. Mấy chị liên hệ với shop qua số hotline em đăng ở trên rồi đúng không? Mấy chị cứ alo siro phải không? Nhân viên em sẽ trả lời là dạ. Chị cho em xin kiểm tra giùm chị cái đơn hàng đi em. Số điện thoại của chị không cần đọc tên à. Tao đọc số điện thoại nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi kiểm tra đi chị có bao nhiêu món. Xong rồi chị có món A, B, C, D, A, F, G, H gì đó. Là nó sẽ đọc cho mấy chị nó, khi mà mấy chị đọc số điện thoại nó sẽ tự động biết chị tên gì. Tụi em chỉ cần nhập dữ liệu mã số đơn hàng của mấy chị là cái số điện thoại của mấy chị á. Bên em nhập vô máy tính thì máy tính nó sẽ hiện toàn bộ thông tin mấy chị comment cái gì, mấy chị mua cái gì, mấy chị mua vào ngày nào, mấy chị mua giờ nào, phút nào, giây nào. Mấy chị mua bao nhiêu sản phẩm bao nhiêu tiền. Nó hiện hết thông tin. Mấy chị mua vào ngày, ngày nào, mấy chị mua live nào, live tối, live trưa, live chiều. Live khuya, live sáng sớm, live 5 giờ, 4 giờ, 3 giờ, 2 giờ, nó đều có hết luôn. Thôi mấy chị cứ điện thoại là ngon. Anh Lê ơi, chưa mai sẽ có người điện thoại đấy chị nha chị ơi. Còn khách nào mà chưa có địa chỉ bên Thảo sẽ gọi điện thoại. Còn khách nào có địa chỉ rồi bên Thảo sẽ nhắn tin qua số hotline 3500711 số đuôi. Thôi tôi hứa chưa mai nha. Chưa mai có tụi nó ở đây nó phụ em phân số ra em bán cho nhanh. Giờ không phân hết nổi rồi. 10 giờ rồi, nghỉ nha.